Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện chế tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 32. Chương 311. Ồn ào náo nhiệt. Thành Hàng Châu, tin tức Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi sắp trở về, từ 10 ngày trước đã bắt đầu lần lượt truyền đến Tô gia. Từ năm trước vợ chồng Ninh Nghị bắt đầu xuôi nam, tình hình Tô gia ngay từ đầu tự nhiên vẫn là vững vàng. Nhờ uy thế còn lại của chuyện Hoàng Thương đánh bại Ô gia, Tô Đản Nhi xuôi nam khai thác, tuy rằng Tô Bá Dung bị liệt hai chân, nhưng thân mình, ánh mắt, năng lực, mối quan hệ vẫn còn. Vốn ước nguyện ban đầu của Tô Đản Nhi xuôi nam chính là không muốn làm cho ảnh hưởng của phụ thân bị áp chế. Sau khi rời khỏi, thực lực của đại phòng Tô gia ở mọi phương diện vẫn đều phát triển như dự tính. Ô gia lúc này dĩ nhiên thế yếu, nếu so sánh, Tô gia liền nghiễm nhiên trở thành nhà duy nhất chuyên ngành dệt may ở Giang Ninh. Tuy là ngay lúc đó hội trưởng của ngành dệt may vẫn là Ô gia, nhưng xu thế Tô gia trở thành hội trưởng tiếp theo tại Hàng Châu trong lúc ấy cơ hồ đã định ra. Nhưng mà biến chuyển lớn nhất tự nhiên còn là đến từ trận biến loạn vào hồi tháng 7 kia, Phương Lạp đánh hạ Hàng Châu, Thiên Nam chấn động, lưu vực Trường Giang, Tần Hoài các đường buôn bán đều bị ảnh hưởng, mà ở Giang Ninh trong nội bộ của ngành dệt may thì lan truyền lời đồn là Tô Đản Nhi và Ninh Nghị bị kẹt lại trong loạn quân. Nội bộ Tô gia thậm chí cả người ngoài vẫn luôn nhìn chăm chăm vào như Ô gia, Tiết gia lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động. Ô gia mới rớt hạng từ vị trí dẫn đầu ngành dệt may ở Giang Ninh nhưng vẫn có hùng tâm tráng trí như cũ. Tiết gia thì đối với việc Tô gia bỗng nhiên nổi lên hết sức tức giận. Dưới tình hình như thế, hai nhà cũng đã liên hợp lại, mà trong nội bộ, những người ở nhị phòng tam phòng giống như là thấy được cơ hội, nếu Tô Đàn Nhi cùng với cái người giỏi tính toán Ninh Lập Hằng xảy ra chuyện ở phía nam. Hiện nay Tô gia ở đỉnh cao như vậy, để cho người khác chiếm được lợi, không có lý do gì mà mình lại không chiếm nha. Từ khi Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi xuôi nam, Tô Văn Định, Tô Văn Phương sau khi trở lại Hồ Châu liền chạy về Giang Ninh. Lúc ấy phía Nam đã là một trận hỗn loạn, mỗi ngày đều có tin tức truyền về. Tin tức Tô Văn Định cùng Tô Văn Phương mang trở về là Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi cũng đã chẳng biết đi đâu rồi. Tuy rằng lúc ấy thất lạc hai vợ chồng cũng có binh lính bảo vệ, nhưng vẫn như cũ sống chết chưa biết, mà trên thực tế, sống chết chưa biết cũng là cái tin tức tệ nhất. Bọn người Tô Bá Dung chỉ có thể chờ đợi thêm tin tức, bởi vì dựa theo lời của Tô Văn Định, Tô Văn Phương, trên đường đào vong Ninh Nghị đối với mọi người coi như là có ân cứu mạng. Mà nửa tháng sau Tô Đàn Nhi gửi về một tờ thư. Người cần hành động đều đã bắt đầu hành động. Ổ ra, Tiết ra đều đã bắt đầu cùng vài thương hộ cao thấp hiệp đàm. Ý định ban đầu của nhị phòng tam phòng Tô ra là có ý chờ một chút. Nhưng người, chính là như vậy, ngay lúc một người bắt đầu kế hoạch phân chia đại phòng thì những người còn lại cũng ra tay sau đó. Dù sao lúc này Tô Bá Dung đối với toàn bộ cục diện cũng không thể ổn định hoàn toàn được, bọn họ người một nhà đấu đá với nhau. Lấy danh nghĩa là đề phòng Tiết gia, Ô gia bắt đầu bố trí trưởng quầy một vài cửa hàng vốn là của đại phòng, thanh tra các khoản linh tinh. Thậm chí có người nói bóng nói gió hỏi phía Tô Bá Dung có muốn nhận nuôi một đứa bé để làm con thừa tự hay không, bị Tô Bá Dung trực tiếp dùng chén trà ném vỡ đầu. Tin tức Tô Đàn Nhi truyền về là mang theo đứa nhỏ lại hoàn toàn tin cậy vào Ninh Nghị. Đối với tình hình có thể xảy ra ở trong nhà cũng không hề nói gì. Những người này đã bắt đầu đâm lao phải theo lao, trong lòng bọn họ cho là may mắn, nếu thoát hiểm rồi, vì sao không trở lại. Phía Nam loạn như vậy, sớm hay muộn cũng phải xảy ra vấn đề, huống chi Ninh Lập Hằng hơn phân nửa là đã chết. Cũng có người hoài nghi phong thư ấy của Tô Đàn Nhi căn bản chính là do Tô Bá Dung giả, đây là do Tiết gia cùng Ô gia bịa đặt ở bên ngoài. Bọn họ không để tâm tới chuyện Tô Đàn Nhi trở lại sẽ như thế nào, chỉ cần lúc này đoạt được địa bàn. Thủ đoạn trên thương trường, Tô Đàn Nhi có trở lại thì thế nào? Cách nói này trái lại thuyết phục rất nhiều người của nhị phòng tam phòng. Mà sau lần đó Tô Bá Dung gửi thư đi bảo Tô Đàn Nhi nhanh chóng quay về Giang Ninh. Phong thư này giống như đá chìm đáy biển, càng thêm chứng thực phỏng đoán của mọi người. Từ đó về sau trong vòng mấy tháng, thật sự là một loạt quá trình nhị phòng tam phòng kể cả Ô gia, Tiết gia cùng chèn ép đại phòng Tô gia. Đương nhiên,
Ở chuyện này Nhị Phòng Tam Phòng lẽ ra đưa ra lập trường căn bản là đối ngoại. Bọn người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương cho rằng đại ca đã sắp không chống đỡ được tình hình hiện giờ của đại phòng. Đương nhiên không thể để cho Tiết gia, Ô gia được lợi, phải làm cho các loại đường thân biểu thích tiếp nhận, mọi người nhất trí đối ngoại. Nói thì như thế, nhưng cũng phải tùy việc, vẫn là hao tổn một trận thật lớn. Dù sao Tô Bá Dung cũng bị liệt rồi, trong vài tháng sau đó lão chỉ có thể dựa theo mối quan hệ trước kia cùng với hy vọng con gái của mình chắc là còn sống mà chống đỡ đại phòng. Trong trận Hoàng Thương đánh bại Ô gia kia, đại phòng được lợi khá nhiều, nguồn vốn khổng lồ như thế cũng đủ cho lão từ từ chi dùng. Đối với chuyện này, lão Thái Công Tô Dũ luôn quan tâm, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhìn, quyền uy của ông ta chỉ có thể dùng tới khi Tô gia gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu như Tô Đản Nhi thật sự đã chết rồi, định mức ở đại phòng lớn như vậy, cũng chỉ có thể chia đều đến nhị phòng tam phòng thôi. Từ đó về sau ngành dệt may Giang Ninh hỗn loạn một mảnh, so với sự kiện Hoàng Thương Tô gia đánh bại Ô gia càng thêm hỗn loạn vô cùng. Có Thương gia thận trọng không muốn bỏ mối quan hệ với Tô gia, cũng có nhiều kẻ đầu cơ giả tại trận chiến kinh doanh này lựa chọn lập trường mới. Tiết gia, Ô gia cũng bắt đầu một lần nữa thu lợi. Tình hình như vậy, mãi đến khi 10 ngày trước kia, Thành Hàng Châu truyền tới tin tức Tô Đản Nhi gửi thư về. Hơn nữa phong thư này còn là tín hàm, thậm chí là từ quan phủ chuyển giao. Ninh Nghị, Tô Đản Nhi đều rất tốt, bình an trở về. Tô Đản Nhi đã mang thai 9 tháng, có lẽ sẽ sinh dọc đường rồi mới về nhà. Sau khi tin tức này truyền đến, hỗn loạn bên ngoài mới dần dần hạ xuống. Ô gia cùng Tiết gia hiểu được đã không có cơ hội nhiều lắm, nhưng nửa năm gần đây, bọn họ cũng đã thu lợi rất lớn. Rất nhiều tiểu thương cao thấp ở trong mấy tháng này đứng về phía bọn họ, sẽ không thể lại quay về với Tô gia. Chỉ có ở bên trong Tô gia là cảnh tượng đờ đẫn một mảnh, ý nghĩa hai người bình an trở về, không chỉ là đơn giản trở về mà thôi. Trên đường đào vong bọn họ cứu rất nhiều quan to hiền quý, ai mà biết cái vòi có vươn tới đây hay không, hơn nữa cho dù sẽ không lập tức vươn tới, với quan hệ của đại phòng Tô gia, giao thiệp cũng không biết bành trướng đến mức độ nào. Trong một nhà, nếu như nói bọn họ sau này muốn tính sổ, sau này có muốn trốn cũng trốn không khỏi. Trong lúc này chỉ có những người một lòng một dạ với đại phòng mới thấy mình như đã thấy được ánh bình minh, như bọn người Tô Văn Định, Tô Văn Phương, mấy ngày nay lại bắt đầu nói với mọi người. Có biết hay không ban đầu ở trên đường đào vong vì sao những người kia lại xưng huynh gọi đệ với nhị tỷ phu, các người nghĩ xem, tình hình lúc ấy thật là nguy hiểm. Có người đắc ý thì cũng có người sẽ rối rắm. Mấy ngày nay, bên nhị phòng tam phòng cùng với một vài thân tộc thân cận của Tô gia vô cùng náo loạn. Có người đã bắt đầu lo lắng tính toán cho sau này, thấp thỏm bàn tính với nhau là có nên trả lại cửa hàng, vật tư trong khoảng thời gian gần đây đã thâu tóm của đại phòng hay không. Cũng có người vẫn ngang bướng như cũ, giống như Tô Vân Phương, ở trong sân vỗ bàn gào lên, sẽ không trả, dưới tình hình như vậy. Ta thay bọn họ quan tâm là chuyện đương nhiên. Xem bọn hắn có thể làm gì ta. Tuy rằng áp lực đã tới, nhưng thời gian hỏa hoãn vẫn có một lúc. Dù sao ngay từ đầu tin tức truyền đến là Tô Đản Nhi có thể sinh con ở bên ngoài rồi mới trở về. Nhưng mà ngay buổi chiều đầu tháng 3, có người báo tin, nhị tiểu thư và nhị cô gia đã rời thuyền ở bến tàu, đã về đến. Ninh Nghị và Tô Đản Nhi lần này khởi hành từ Trấn Giang bỗng dưng nảy ý định, không báo trước cho ai. Lúc rời thuyền mới sắp xếp cho người nhanh chóng về phủ báo tin, tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền khắp, xe ngựa đã dừng lại ở cửa. Ánh nắng chiều vẫn còn chưa tắt hẳn, Ninh Nghị cùng thê tử đã bước vào cửa lớn của Tô phủ, người hầu, quản sự đón chào. Đi ngang qua đám con em Tô gia đến chào hỏi. Trong mắt của mọi người, đối với đôi vợ chồng trẻ rời nhà một năm, xem ra trên người đều có một loại khí chất khác hoàn toàn với trước kia. Dưới tình hình nguy hiểm như vậy, cứu rất nhiều người, cũng kết bạn với rất nhiều người. Trong những người này phú thương có, quan viên có, đại nho có. Tuy rằng những quan hệ này cụ thể là cái khái niệm gì đó mọi người vẫn không thể rõ ràng, nhưng đã làm cho mọi người bắt đầu mơ tưởng. Hơn nữa, vấn đề này vốn chỉ có thể nói là Ninh Cô gia thập bộ nhất toán. Trong trận chiến ác liệt ở Hàng Châu như vậy, thậm chí đối mặt cả với Phương Thất Phật, Vương Dần, Đại Sát Tinh, Đại Ma Đầu, Thạch Bảo như sau khi Tô Văn Định cùng Tô Văn Phương trở về thuật lại,
nói nhiều nhất là trận chiến ở Thái Bình Hạng lúc trước. Mà nay bọn họ đã trở lại, tất cả đều có cảm giác rất thực. Vị cô gia thoạt nhìn hào hoa phong nhã trẻ tuổi kia, vậy mà hắn lại giết quá nhiều người nha. Làm cho quân đội của triều đình chuyển bại thành thắng. Người gián tiếp giết đám người tạo phản kia mấy ngàn người, thậm chí là tự mình đối mặt với bọn phản tặc hung tàn nhất cũng đều không rơi vào thế hạ phong chút nào. Điều này rốt cuộc phải hiểu như thế nào đây? Bởi vì tin tức mới truyền ra, người tới nghênh đón cũng không nhiều. Ở trong nhà, Tô Đản Nhi và Ninh Nghị dù sao cũng không phải là bậc cha chú gì. Về nhà chính là về nhà, đám người Hạnh Nhi, Quyên Nhi kêu gọi người hầu đem một vài đồ vật đơn giản chuyển vào tiểu viện, rồi đi theo sau sửa sang lại. Ninh Nghị và Tô Đản Nhi thì trước hết đi đến chỗ của Tô Dũ, khi bọn họ đến bên kia viện. Sau khi đã bái kiến Lão Thái Công, Tô Bá Dung cũng đã cho người giúp ông ta đẩy xe lăn tới. Nói những chuyện cần thiết, những vấn đề cần phải xử lý không ít, nhưng Tô Đản Nhi đã mang thai 9 tháng rồi, nghỉ ngơi là trọng yếu. Phương pháp giải quyết của Ninh Nghị chính là nói vắn tắt, đem tình hình của chuyến hành trình đi Hàng Châu lần này nói sơ lược một chút, sau cùng có chút quan hệ gì đó. Kết bạn được một số người nào, thuận tiện đem mấy quan hệ với quan trường, thương trường Giang Ninh có thể thăm viếng trình bày với Tô Dũ và Tô Bá Dung. Sau này chuyện mua bán vải vóc của Tô gia muốn men theo Trường Giang mở rộng đến Tần Hoài là không thành vấn đề. Về phần trong nhà có lẽ đã xảy ra một số việc, Gia Gia cùng nhà phụ xử lý một chút đi, Đản Nhi gần đây sẽ không nhúng tay vào những thứ này, tập trung dưỡng thai. Việc này nói xong, cùng Đản Nhi trở lại viện, tất cả mọi người đang thu xếp đồ đạc, lúc này đã có một số người đi đến, phần lớn là thân tộc trong nhà. Như bọn người Tô Văn Định, Tô Văn Phương, cũng có một số người vốn là thân cận với nhị phòng tam phòng, đến để tỏ vẻ xin lỗi. Mà mọi người ở nhị phòng tam phòng tự nhiên cũng đang ngó chừng động tĩnh bên này, muốn nhìn một chút Ninh Nghị và Tô Đản Nhi chuẩn bị đối phó với bọn họ như thế nào. Trong tiểu viện cũng có người bắt đầu nói tình hình của Tô gia mấy tháng qua cho Ninh Nghị và Tô Đản Nhi. Là muốn giật dây trả thù, bất quá đối với vấn đề này, Ninh Nghị cũng chỉ là một câu phong vật trưởng nghi phóng nhãn lượng. Bất yếu đối giá ta tiểu sự cân cân kế giác liễu đã là quá khứ. Sau đó tiễn chân họ không làm cho bọn họ quấy rầy Tô Đản Nhi nhiều. Bọn người Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương nghe những lời ấy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Vân Phương nói, cũng là biết đại cục, đều là người một nhà. Hắn càng lợi hại thì sẽ thế nào, chẳng lẽ sẽ ra tay với người một nhà. Nói thực ra, tuy rằng bọn họ từ trong loạn quân đã trở lại, nhưng gia sự không thể so như ở bên ngoài, cũng chưa chắc bọn họ có thể làm gì với chúng ta. Y nói như thế, sau đó liền có người đi tới báo tin, phủ của thành quốc công chúa có người đưa thiệp mời đến mời vợ chồng Ninh Nghị đi qua dự tiệc. Vẻ mặt của Tô Vân Phương méo mó, người báo tin nói, nhưng mà bị nhị cô ra từ chối, nói là vừa mới về nhà trước phải thu xếp tốt, buổi tối sẽ đi qua bái hội. Tô Vân Phương ngồi vào ghế trên, nuốt mấy ngụm nước miếng, khóe miệng hơi run rẩy vài cái. Thực là vừa mới về nhà, Ninh Nghị đương nhiên không có khả năng lập tức phải đi bên Khang Lão, mọi người quá quen thân, từ chối một chút cũng không sao. Ra lệnh cho một đám người hầu quét tước thu dọn viện đã gần một năm chưa ở một hồi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Ninh Nghị chuẩn bị đến phủ của Khang Hiền chào hỏi. Lúc rời viện thì gặp Tô Trọng Kham nhìn qua có vẻ cũng vừa mới ăn cơm chiều xong. Chào hỏi, hai người cùng đi một đoạn đường, Tô Trọng Kham đại khái hỏi thăm những chuyện hắn ở Hàng Châu, tỏ vẻ quan tâm một hồi, sau đó lại mơ hồ để lộ ra ý nghĩ người một nhà phải đoàn kết. Điều này giống như thăm dò ý tứ, đương nhiên Ninh Nghị chỉ mỉm cười cho có lệ một hồi. Nhị phòng tam phòng Tô gia thì thế nào, quả thật là hắn không muốn quan tâm, đều là một đám tiểu gia tử, thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, hắn không quan tâm cũng là trên cơ sở mối quan hệ với người khác. Những người Tô Trọng Kham cùng với Tô Vân Phương cho rằng sự việc có thể sẽ cứ như thế trôi qua, vậy thật là đã sai 10 phần. Tô gia lúc này đã có cơ hội bay lên một bước nữa, tiếp tục phát triển, chính là môn quy của Lâu gia lúc trước, lúc này kiêng kỵ nhất chính là người một nhà không đoàn kết. Tương lai nếu lại xuất hiện chuyện như vậy, Tô gia nhất định phải nhất trí đối ngoại, như thế một gia tộc mới có phát triển lớn nhất. Việc này, Ninh Nghị biết Tô Lão Thái Công hiểu được,
muốn Tô Đản Nhi cùng với rất nhiều mối quan hệ trên tay mình có thể chân chính đắc ý vận chuyển lại. Trước mắt tất cả tài nguyên đều phải nghiêng về phía Đại Phòng. Mấy tháng trước kia, Tô Dũ không nói lời nào là vì Đại Phòng còn có thể ổn định cục diện, Tô Đản Nhi cũng là chưa biết sống hay chết. Nhưng những chuyện xảy ra trong nhà, tất nhiên lão nhân gia vẫn biết rất rõ, mình cùng Tô Đản Nhi đã trở lại. Kế tiếp tất nhiên là Đại Thanh tẩy giết gà dọa khỉ một hồi, ngăn chặn triệt để những chuyện tương tự sẽ xảy ra sau này. Trận thanh toán này so với sự kiện Hoàng Thương chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, nhị phòng tam phòng nhất định sẽ bị lão nhân mạnh mẽ gọt rũa một chút. Đánh người nhà một trận, không đả thương gân động xương, sau này mới có thể chân chính đứng lên. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là quan sát của Ninh Nghị đối với lão nhân, nếu như là hắn, nhất định hắn sẽ làm như vậy. Đám người Tô Trọng Kham nếu cho là đối với bên mình chỉ cần bề ngoài biểu hiện trạng thái là được. Như vậy quả thật là quá ngây thở rồi. Đối với cái gia đình này tương lai thế nào, Tô Dũ mới chính là người quan tâm nhiều nhất. Đương nhiên, nếu lão nhân gia không làm những việc ấy, hắn cũng không sao cả. Về sau nếu lục đục với nhau, địa vị của hắn cùng với Tô Đản Nhi cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nhị phương tam phòng nhất định phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa mà thôi. Cứ thế vừa đi vừa nghĩ, hắn rời khỏi Tô gia, không có kêu người hầu, một mình đánh xe ngựa chạy nhanh đến đầu đường Giang Ninh. Một năm trước, Giang Ninh phồn hoa vẫn như ngày nào, khi đi ngang qua một chỗ ngã tư thì hắn hơi ngừng một chút. Nhìn về phía bên kia giao lộ có một tiểu lâu hoa mỹ tao nhã lúc trước hắn chưa từng thấy qua đang buôn bán, làm ăn có vẻ không tệ. Hấp dẫn hắn chính là tấm biển, Trúc Ký, Ước Lam Cư. Thời gian một năm, thoạt nhìn Trúc Ký phát triển không tệ, hắn cười cười. Nhưng mà nhớ lại Ước Lam Cư đã xảy ra chuyện gì, thời gian dài như vậy không thấy. Nguyên Cẩm Nhi thương yêu ai rồi sao, thích cái gã nào tên là Lam gì gì đó sao? Được rồi, sau khi thăm viếng Khang Hiền, thì sẽ đến hỏi cô ta một chút. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 312, đánh giá sai, bổ não, hiểu lầm. Rời khỏi Giang Ninh gần một năm, Ninh Nghị cảm thấy có một vài thứ xa lạ trong tòa thành thị này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu hắn có thể biết Trúc Ký khuếch trương năm gần đây và tên mấy quán trà, quán rượu mới được xây trong thành thị, nghi hoặc trong lòng sẽ trở thành hư không. Trong gần một năm qua, Trúc Ký mở tổng cộng có 3 nhà trọ, một là Minh Nguyệt Lâu trước mắt đã trở thành tiểu lâu và là tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành Giang Ninh. Ăn cơm, biểu diễn còn có các loại hoạt động, nhà trọ mở ra rất náo nhiệt. Thứ hai là quán trà Thanh Uyển, viện tử hoặc ghế lô được tạo thành từ nhiều phong cách khác nhau. Các ghế lô thường kín chỗ cho các văn nhân mặc khách, không có mãi nghệ, không có bán thân, vô cùng tao nhã. Còn thứ ba là Ước Lam Cư, kết hợp của hai kiến trúc thứ nhất và thứ hai, không náo nhiệt lắm nhưng cũng có âm thanh của trúc rất vui tai, thỉnh thoảng có người đến đọc sách, khá giống với nhà hàng Tây, có hơi riêng tư cũng là một nơi bình thường để ăn cơm. Ba tiệm này được lột xác từ ý tưởng của Ninh Nghị, phong cách nhìn thì khác nhau nhưng thực ra vẫn là dựa vào Khang Hiền. Phủ công chúa Thành Quốc ở Giang Ninh vẫn không tham dự vào các cuộc xã giao ở đó, nhưng trên thực tế là một quái vật ẩn mình rất lớn, gặp chuyện khó gỡ. Khang Hiền lập tức phát ra một mệnh lệnh, sẽ có rất nhiều lão đại thương trưởng đến cổ vũ cho Trúc Ký, những người này e rằng còn không biết mệnh lệnh đó là đến từ vị phò mã này. Thực ra có một số việc lúc ra đi Ninh Nghị đã làm, liên hệ đến những cô gái thanh lâu bán nghệ không bán thân đến Trúc Ký, cũng mua những bé trai, bé giá tuổi còn trẻ, huấn luyện, múa xiếc, ảo thuật. Đứa lớn tuổi một chút có thể ở trong quán làm giúp việc. Vì những chuyện này Ninh Nghị đã lấy một khoản tiền lớn từ bên Khang Hiền, nói là phí bản quyền của tập sách Cứu Trợ Thiên Tại trước đây, nhưng thực ra cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Vân Trúc cảm thấy cái này là mượn, thời gian mấy tháng gần đây liên tục tìm cách để trả lại cho Khang Hiền, lão không lấy. Nhưng tính cách của nàng bướng bỉnh, thấy lão luôn hỏi thăm tin tức của Ninh Nghị thì bên này sao có thể nợ tiền của lão được. Đến cuối cùng, Khang Hiền cũng đành nhận lấy, âm thầm làm cho Trúc Ký, Minh Nguyệt Lâu và Thanh Uyển Lâu trở nên nổi tiếng.
tiệc lớn tiệc nhỏ đều tổ chức ở Minh Nguyệt Lâu, đám văn nhân hội họp hoặc thi thố thơ ca thì tổ chức ở Thanh Uyển. Năm này hội thi văn thơ của Thư viện Nguyên Tịch Lệ Xuyên được lão vận động tổ chức ở Thanh Uyển, lập tức làm cho danh tiếng vang xa. Ước Lam Cư sang năm cũng không cần lão nữa. Trên đường đến phủ Phò Mã, sau khi tìm thấy Khang Hiền đang cùng người nhà xem kịch, vị Phò Mã này nói chuyện đầu tiên cũng chính là khoảng thời gian gần đây nhất của Trúc Ký. Ninh Nghị từ Hàng Châu trở về, tất cả phát sinh trong khoảng thời gian này, về cơ bản là hắn đều rõ ràng, không có những phiền toái về sau thì cũng không có những thứ để đến đây khách sáo. Có một việc thực ra rất thú vị, trước sảnh Thanh Uyển, thu nhập rất nhiều bài thơ được treo ở đó, mấy bài thơ của ngươi được treo đầu tiên. Lúc Thư viện Nguyên Tịch Lệ Xuyên mở hội thơ, một bài Thanh Ngọc Án còn ở đó nhưng lại không có mấy người dám viết từ bêu xấu. Chuyện này từ nay về sau vẫn là đề tài khiến mọi người bàn tán say sưa. Chu Huyên đi qua chào hỏi, Ninh Nghị theo Khang Hiền đi về phía sau vườn hoa. Nghe lão nói như vậy, Ninh Nghị cười lắc đầu, chuyện này hơi quá mức. Ồ, đâu có. Khang Hiền khoát tay, cô nương Vân Trúc của nhà ngươi đương nhiên là giúp ngươi tuyên truyền rồi, nhưng lúc đó ta cũng ở đấy. Không biết tại sao mỗi lần nói đến ngươi, mọi người hay nói đến Thanh Ngọc Án này. Tối hôm đó người của Nguyên Tịch thực sự thiếu rất nhiều. Có. Người nói từ của ngươi tinh tế hoa mỹ, khúc ý tấn tư, nhân gian từ thiếu. Ha ha. Nhưng mấy bài kia của ngươi ở Hàng Châu ngược lại thể hiện khí thế hào hùng, cảm xúc tinh tế, hàm xúc, uyển chuyển. Nếu để cho những người này biết chỉ e sẽ thật sự sẽ. Nói ngươi là thi tiên tử thánh rồi. Ninh Nghị nhíu mày, mấy bài Hàng Châu. Đó là... Thường ký khê đình nhật mộ trầm túy bất chi quy lộ hưng tẫn vãn hồi chu ngộ nhập ngẫu hoa thâm sử. Chỉ một khúc như mộng lệnh ngắn ngủi lại khiến người ta như thấy ngay trước mắt, loại từ này người cũng có thể viết ra. Dù sao Khang Hiền cũng là một văn nhân, cho dù cùng phương diện được âm thầm trọng dụng như Tần Tự Nguyên, nhưng cũng là truyền nhân nho học, đâu có những bài thơ không hay. Ninh Nghị cười, đó không phải ta viết, lừa người khác cũng được đấy, trước mặt lão phù. Ngươi không cần nói như vậy. Có nhớ những câu khác này không? Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại nhị thủy trung phân bạch lộ châu. Câu thơ này, trước kia ngươi viết trước mặt ta và Tự Nguyên là còn thiếu. Lần này ở Hàng Châu ngươi lại bổ sung thêm. Phượng Hoàng thai thượng Phượng Hoàng du. Phượng khứ thai không gian tự lưu. Ngô cung hoa thảo mai u kính. Tấn đại y quan thành cổ khâu. Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại. Nhị thủy trung phân bạch lộ châu, tổng vi phủ vân năng tế nhật, trường an bất kiến sử nhân sầu. Khang Hiền nói ra rồi, đến cuối cùng, rốt cuộc lão cũng không nhịn được thở dài lắc đầu. Lúc đầu có người nói với ta, ta cũng sẽ không tin, lời thơ tinh tế, ở chỗ của ngươi là không thể viết được. Chỉ là một câu cuối cùng này đã lộ ra cái chân của ngươi, tổng vi phủ vân năng tế nhật, trường an bất kiến sử nhân sầu. Lúc người viết bài thơ này đích thị mang phong thái thời Đường, lúc đó xem ra người cũng lười sửa lại. Bao gồm câu, thường ký khê đình nhật mộ cũng không biết tốn của người bao nhiêu thời gian. Nói thật, muốn nói tất cả cũng là thuận tay, ta không tin, nhưng bài thơ này, với ngôn ngữ đó, chỉ e không phải thuần túy chỉ là tức cảnh sinh tình, thuần túy là ngươi. Hài, ta cũng không nên nói thế nào, nói ngươi văn hay. Hay là chửi bới vài câu mới có thể không làm thất vọng chính mình. Tóm lại, có loại người như ngươi ở đây, ta làm sao chịu nổi. Sau này cũng không muốn để ngươi viết nhiều hơn một bài hay là bảo ngươi đừng viết nữa. Nói tóm lại, đến đây lão nhân từ đầu là cảm thán sau đó là buồn bực. Đương nhiên là Ninh Nghị nghe cũng hiểu ra ý đó, Khang Hiền cho rằng bài thơ này là hắn viết. Người bình thường làm thơ tất nhiên là có nét riêng của mình. Nhưng lúc trước những bài thơ hắn chép đều có chí khí dũng cảm, ném cho Lưu Tây Quan chỉ là tiện tay, hầu hết đều là của Lý Thanh Chiếu. Lúc đó là hỗn loạn, nhưng phong cách khác biệt này ở trong mắt Khang Hiền hai lại có một tầng ý nghĩa khác. Có thể đem mấy loại văn thể phong cách khác nhau đùa giỡn đến xuất thần nhập hóa, chỉ có thể chứng minh tác giả của nó đã vượt xa được cấp độ này hoặc là Ninh Nghị là một thiên tài, đủ để đùa giỡn câu từ trong tay đến xuất thần nhập hóa. Lúc cần, hắn có thể đem bản thân mình nhập vào phong mạo Đường thi,
viết ra những câu thơ đăng kim lăng phượng hoàng thai hay là loại như hiệp khách hành hay như mộng lệnh với tình cảnh hoàn toàn không giống. Chuyện này nếu chỉ có nói thì rất khó tin, nhưng đương nhiên trên thế giới vẫn có thiên tài. Giống như những thiên tài số học thời hiện đại. Sự lợi hại của bọn họ không phải là người thường có thể hiểu logic mà là vì những thứ ấy rơi vào trong mắt bọn họ thì đều có sinh mạng. Người như vậy đương nhiên thời nào cũng có. Khang Hiền chưa chắc đã gặp được những loại như thế, sau khi lão chưa chắc bài thơ này là do Ninh Nghị làm. Loại trừ tất cả các khả năng thì lão chỉ có thể cho rằng hắn là một thiên tài, cho dù hắn cũng không kính sợ thơ từ, thi từ vào tay hắn cũng thành bùn nhão, tùy cho hắn trà sát, nắn bóp. Đối với văn nhân cả đời siêng năng nghiên cứu mà nói đương nhiên chuyện này khiến người ta chán nản. Lão đã cho là như vậy, Ninh Nghị cũng chỉ bật cười gượng gạo. Một lúc sau, Khang Hiền mới nói, những thi từ này, người treo ở trên đầu tên phản tặc cũng được. Sau này người có cơ hội chính danh hay không có lẽ người cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu như người quyết định lên kinh thành, ta có việc trước đây đã muốn hỏi người. Vốn định để mấy ngày nữa mới nói nhưng thật sự đã nghĩ quá lâu rồi. Lúc này đã đi vào cái đỉnh giữa hậu lâm viên, xung quanh không có người, sắc mặt của Khang Hiền liền nghiêm túc, Ninh Nghị nhíu mày hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi làm những chuyện đó trong Bá Đao Doanh là đã suy xét kỹ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tạm thời chỉ có thể nói, dùng để mê hoặc lòng người. Thật sao? Lão nhân hỏi một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ninh Nghị, nhưng ánh mắt hắn không có quá nhiều dao động, một lát sau hắn khẽ cười. Cứ đi về phía trước sẽ phạm điều cấm kỵ, ta biết, gần đây ông cũng không phải người đầu tiên hỏi ta câu này. À, Ninh Nghị cười, nhưng ông cũng biết. Trong một trăm mấy chục năm, một vài ý tưởng hoàn toàn không có tác dụng hoặc là cùng lắm chỉ là mê hoặc một số ít người có suy nghĩ quá mức lý tưởng hóa. Suy nghĩ này của Minh Công, dõi lên ngài cũng là người có lý tưởng này. Ánh mắt lão nhân nghiêm trọng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là ta biết, trong một trăm mấy chục năm, nhưng suy nghĩ này đều vô dụng, nhưng rốt cuộc là ngươi nghĩ những gì? Ninh Nghị suy nghĩ, vậy, chúng ta không nói nho ra. Chỉ nói tác dụng, đến chút lờ đễnh. À, người luôn không nói nho ra. Không phải là ta nghe không hiểu, đạo lý có thể nói rõ ràng, tùy ngươi vậy. Từ trước đến nay mỗi lần đổi triều, một đất nước sẽ biến thành như thế nào? Từ đầu lập nước thực ra cũng đã có quyết định. Ánh đèn đuốc chiếu qua, trong hồ của đình đài gợn. Sóng lấp lánh, xa xa vẳng lại tiếng hát, có tiếng phụ họa. Nhưng Ninh Nghị biết ông ta không chỉ đơn giản là hoan nghênh hắn trở về. Đây là thời đại đại biểu cho của một nhóm người thông minh nhất, làm loạn bọn họ không được. Những điều hắn viết trong Bá Đao Doanh, nói về những thứ mà rơi vào tai bọn họ thì sẽ bị bọn họ nhìn ra đầu mối nguy hiểm. Có lẽ bây giờ hắn còn suy nghĩ chưa hoàn toàn thông suốt mấu chốt trong đó, chưa hẳn thấy thủ bút của hắn là nghiêm trọng. Nhưng nếu thật sự coi xét qua loa, vị lão nhân tươi cười hiền hòa trước mắt này cũng có năng lực biến chỗ này thành hồng môn yến. Vì thế hắn suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói. Nói như vậy, nguyên nhân là từng triều đại khi mới lập, hoàng đế hoặc là nói tư tưởng phong trào ngay lúc đó sẽ quyết định triều đại này. Hắn giơ tay lên tìm kiếm, sẽ quyết định giai cấp thống trị triều đại này là giai cấp gì. Nói ví dụ như quốc gia cường thịnh, vậy rất đơn giản, kìm hãm hay buông lỏng. Không ra tam đại chỉ cần quốc gia này tồn tại chúng ta có thể san bằng ngoại tộc, thu phục U Yến, ai nói là không được. Triều Chư yếu, Triều Hán mạnh, chúng ta trị quốc giống Triều Hán, sau đó cũng diệt vong giống Triều Hán. Sau khi Hán diệt vong, các triều đại lần lượt thay đổi chú ý tập quyền. Đế Vương Thuật từng nói, muốn thủ hạ nghi kỵ, đạt tới cân bằng. Bây giờ chúng ta nói phải chấn hưng võ bị phải thế nào? Thực ra con đường rất đơn giản, giả thiết. Chỗ này chỉ có thể làm giả thiết, đường kim thánh thượng chỉ cần buông lỏng phía dưới, lấy tiêu chuẩn Hán triều lên. Không đến 60 năm nếu Vũ triều còn, phía Bắc còn Liêu, vàng vẫn trong đất, đầu ta sẽ để cho ông chém. Khang Hiền nhìn hắn, giả thiết. Đúng, giả thiết. Hắn gật đầu, sở dĩ là giả thiết là vì không chịu chánh nhiệm. Cục diện bây giờ. Nếu thực sự làm như vậy chưa đến 20 năm các chư hầu sẽ nổi dậy. Nhưng như ta đã nói, chỉ là muốn nói, mỗi triều, mỗi thời,
Còn quan trọng là cái gì thực ra đều có thể khống chế được. Chỉ là phương hướng có thể chọn không nhiều lắm, mặt khác có những thứ chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta chọn Giang Ninh phồn hoa thì không nhìn đến cảnh tượng dũng sĩ Nhu Vân, đạp phá núi Hạ Lan đều là tự chọn. Vậy thì sao? Minh Công, ta biết, Nho gia muôn đời mở Thái Bình là muốn tìm được một trạng thái tốt nhất. Nhưng hôm nay chúng ta không nói suông chỉ nói dùng. Vũ triều từ khi thành lập đến nay, mạng lưới các nho gia sẽ không ngừng buộc chặt lại chặt nữa. Từ trước đến nay vì sao khi biến pháp lại không có kết cục tốt đẹp, bởi vì tất cả các hệ thống đều xuất phát từ xu thế bảo vệ mình. Tại sao Bắc Phạt không xảy ra vấn đề gì? Bởi vì tấm lưới này khó tháo gỡ, muốn đánh toàn thân đã máu chảy đầm đìa. Như vậy, với một quốc gia tốt nhất là quyết định ngay từ lúc lập quốc, chính là không được để người lộn xộn. Dùng lực cũng là đủ lớn nhưng tiếp theo thế nào? Ông còn không nhìn ra sao? Lưới còn có thể chặt. Ninh Nghị quay đầu lại cười, lần này ta từ Hàng Châu trở về mang theo rất nhiều quan hệ. Tô gia có một thân thích tên là Tống Mâu Tống Dư Phồn, làm chi châu ở bên ngoài. Minh Công, tiếp theo phải làm thế nào chắc ngài đã rõ. Đợi khi y đến, sẽ đến bái kiến ta. Hai chúng ta có cùng lợi ích, sẽ trở lên mạnh hơn nhưng y lại là một tham quan. Tương lai của ta sẽ bị y liên lụy. Đây là phiêu lưu. Tài sản của phủ công chúa thành quốc là của hoàng gia thoạt nhìn thì là tự quản nhưng sau lưng thế nào chắc ngài đã rõ. Những người này đại diện cho các loại lợi ích. Tần Công bị ám sát, những người đó động thủ là không nghĩ sẽ khai chiến với thương nhân nước Liêu. Minh Công, sau lưng ngài có loại người này hay không? Khang Hiền cau mày. Ninh Nghị tiếp tục nói, không ai có thể động được. Từ thủa ban đầu lập quốc, những thứ này đều đã được quyết định. Đương kim thánh thượng cũng không đổi được, muốn sửa ngay cả y đụng đến cũng sẽ bị đầu rơi máu chảy. Có lẽ có hai thời đại nguy hiểm như vậy đem quốc gia phát theo một hướng khác, thật sự ai có thể dám. Minh Công bây giờ ngài nghiên cứu lý học, tiếp theo có thể nói là sẽ tồn tại công lý. Người dựa theo quy tắc gì đó, có một vẽ một tất cả đều quy định rõ ràng. Nam như thế nào? Nữ như thế nào? Thánh nhân như thế nào? Toàn bộ là đúc từ khuôn mẫu ra. Đây chỉ là nói không, còn nếu nói dùng thì sẽ khiến người ta không thể nhúc nhích được, càng ngày càng không thể nhúc nhích được. Nếu hôm nay ta theo vũ triều, liên tục 1000 năm vũ triều sẽ không sụp đổ, đây là vì Thái Bình vạn thế. Nhưng quốc gia có giặc, chúng ta chọn phương hướng này, chúng ta đều là người quy tắc, lợi ích quấn lấy thân. Kết quả là tình cảnh Bắc Phạt. Ta không đánh lại được người khác, hơn nữa càng đánh càng không lại được người ta. Trên thực tế, người nói đương nhiên là phân biệt được, thật đi lửa, có gan biến hóa, dám đâm người đầu rơi máu chảy. Suy nghĩ thật lâu, Khang Hiền mới chậm rãi nói tiếp, nhưng mà đại thế lại cùng loại với cách nói của ngươi. Dù là như thế, có liên quan gì đến những việc mà ngươi làm trong Bá Đao Doanh? Nói muôn đời Thái Bình, hơi to lớn, thực ra trị quốc cũng được. Tham quyền cũng được. Bình thường chính là bổ sung khuyết thiếu, giống như là khi nâng một cây lên, nó bị lung lay, vậy thì đóng đinh lại. Nhưng còn đại cục thì sao? Vẫn là đi một phương hướng. Mạnh Tử nói, trăm năm tất có vương giả hưng thịnh. Một triều đại, trăm năm cũng sẽ sụp đổ. Vì thu hoạch quá chặt, người khác càng khó có hy vọng, thủ oán càng ngày càng lớn. Sau đó, oanh một cái quả cân rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, cuộc sống của con người còn không bằng cả chó lợn. Ninh Nghị dừng lại một chút, nhưng có lẽ có cách để tránh được, cũng có thể không phải là tốt nhất nhưng có thể tránh được cái tồi tệ nhất. Đúng là ngươi làm những kế đó, vẫn là một câu, thiểu số phục tùng đa số. Khang Hiền cười, đến lúc đó, sau lưng ngươi, sau lưng ta, nhưng thứ này thiểu số phục tùng đa số sao? Đó là vấn đề chi tiết. Minh Công, đời sau của Nho gia nhiều năm như vậy, mỗi thời một khác cao gọi là hoàng thượng đều ở vị trí cao. Văn hóa truyền thừa quyết định tất cả quy tắc. Giả thiết sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm có người muốn tạo phản, người của ngài nhiều, ngài đương nhiên có thể đi lên, vậy còn có người tạo phản không? Những năm tháng người không bằng chó lợn sẽ không có đâu. Đâu có thể như vậy được, nhiều người nói, chơi đoán số sao? Hơn nữa ngươi cũng có thể biết ý của kẻ giả dạng thật thà chất phác. Nếu ngươi ngồi trên vị trí cao rồi, ngươi lại nguyện trao quyền lực cho người khác sao?
mấy năm ngồi trên vị trí này sẽ muốn hết thảy những thứ này. Hơn nữa muốn đảm bảo phương pháp truyền thừa, ngươi đẩy thánh thượng đến đâu? Ý tưởng của ngươi là đại nghịch bất đạo. Nói xong câu cuối cùng, theo bản năng Khang Hiền nói nhỏ dần đi. Ninh Nghị nhìn lão, đều là bàng chi nhánh cuối. Minh Công, đừng nói với ta là ngài không thể nghĩ được. Là văn hóa của mọi người quyết định triều đại này là dạng gì? Văn hóa, quyết định thể chế, ta gọi nó là thể chế. Nếu thiểu số phục tùng đa số là chân lý, có nhiều thứ sẽ từ từ mà đi ra. Hơn nữa cũng phải là chuyện của mấy trăm năm sau. Thiểu số phục tùng đa số, tất cả mọi người đang nói. Ta chỉ dùng một cách nói khác để nói một câu mà thôi. Minh Công, chúng ta nói câu đại nghịch bất đạo, nếu vũ triều sống không qua được trăm năm, nên có điểm gì mới không? Đây là cách nghĩ của ngươi. Khang Hiền thở dài xong, một người, một nhà mới. Từ thời Đường đến nay, muốn đạt đến thế giới đại đồng, người quyên gia sản không chỉ một người. Tất cả đều kết thúc u ám, cái này của ngươi không giống. Cho nên ta xem xét cẩn thận, ai biết, ngươi nghĩ những thứ này, cách nghĩ này rất đại nghịch bất đạo. Ngươi phải thu lại, thiên địa quân thân sư, là không thể đổi sao có thể mặc cả thiểu số phục tùng đa số như bình thường được. Câu đại nghịch bất đạo trong lời nói của lão nhân, thực tế không phải là ý đại nghịch bất đạo. Triết học là trung điểm của tất cả các ngành học, từ trước đến nay người học nho học cũng có những ngông cuồng không kiềm chế nổi, có các kiểu ý tưởng. Chưa chắc đã không có ai nhắc đến tại sao những ý tưởng đó lại được hình thành. Nếu không suy nghĩ như vậy, luận ngữ nói nhiều về đạo lý làm người, nửa bộ luận ngữ lại là cách trị thiên hạ thế nào. Lão không cảnh giác như thế hay là đã lờ mờ nhận ra ý tưởng này. Nếu cũng bởi vì một câu thiểu số phục tùng đa số muốn trị tội người, vậy thì cũng không tránh khỏi có phần quá đáng. Trong giới nho gia cũng chú ý đến thiểu số phục tùng đa số, nhưng đây là khái niệm trên cùng một giai cấp. Còn câu mà Ninh Nghị vừa mới nói chính là đem khái niệm này thông dụng đến với tất cả mọi người. Nếu hắn muốn là chút gì đó, đương nhiên sẽ chạm đến trung tâm phân chia của thiên địa chính là quân thân sư, vậy thì đúng là đại nghịch bất đạo rồi. Còn hắn nói ra lý luận này chỉ là tương đối tốt, chỉ là một người quá can đảm tham khảo hoặc là một thí nghiệm mà thôi. Tuy Khang Hiền không có là đúng nhưng còn chưa đến mức đến trình độ phân biệt giới hạn. Trong mắt Khang Hiền, Ninh Nghị cũng chỉ là muốn cho dân chúng Thái Bình mà thôi. Tuy thực sự là hắn không nói nghiên cứu cái gì đó, phương diện dùng đơn thuần chỉ là để khảo sát quá nhiều thứ. Nhưng suy nghĩ này cũng chưa chắc có ý nghĩa tham khảo, chỉ là nói không có, lại thiếu đi linh hồn. Trung Quy là một người thanh niên trẻ tài hoa hơn người mới có ý tưởng này, lão thở dài. Ngươi ở Hàng Châu có thể được việc. Vốn dĩ là vì ngươi muốn làm chuyện ngoài quy tắc, tầm mắt rộng hơn so với những người khác. Nhưng nếu nhảy ra ngoài quy tắc, không phải ngươi không biết những thứ này, nhưng nếu tiếp theo muốn lên kinh thành, ta nghĩ vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Vâng, nhưng chuyện lên kinh thành ta vẫn đang nghĩ, Đàn Nhi sắp sinh con rồi, hơn nữa Đồng Xu Mật đã bắt đầu lên Bắc. Ta không hiểu được hoạt động của chốn quan trường, lên kinh thành e rằng cũng chưa chắc đã dùng đến ta. Ôi, nhất định sẽ dùng đến, chuyện trước kia ở Hàng Châu đã truyền đến Biện Kinh, y đã viết thư cho ta rồi, bảo sau khi ngươi trở về phải lên ngay. Ngươi cũng nói, quá nhiều quy tắc thực ra cũng có người có thể nhảy ra ngoài các quy tắc đó. Người có thể nhảy ra ngoài các quy tắc e rằng sẽ phá hỏng quy tắc, đến lúc đó e rằng Lão Tần cũng không bảo vệ được ngươi. Ta sẽ chú ý, xem trước, chuyện trong nhà xử lý xong rồi nói. Bên này thì có gì phải để ý, nếu ở trong nhà ngươi có mấy việc tôm tép nhãi nhép thì để ta giúp. Nhưng vợ ngươi có thai, hay là chờ đứa con ngươi được sinh ra rồi hẵng đi. Ngoài ra còn chuyện của Vân Trúc, quyết định sắp xếp thế nào? Đang đau cả đầu, lần này ta muốn hỏi suy nghĩ của ngài một chút. Ừ, mặc dù là Khang Hiền nói ra nhưng lúc này lão vô cùng nghi ngờ, chuyện này có gì mà đau đầu. Một năm trước ta từng nghĩ rời khỏi Tô gia, dẫn Vân Trúc đi. Bây giờ ta đang đau đầu, Đàn Nhi cũng sắp sinh con rồi, có muốn chia tay với Vân Trúc hay không? Thực ra mà nói, giữa ta và Vân Trúc không giống như tình cảm mong manh ngắn ngủi của nữ tử thanh lâu hoặc là nữ tử đơn thuần bán mình đâu. Ôi, có lẽ mỗi người đều nhìn mình như vậy. Nhưng bây giờ chính là tay trái, tay phải đều là thịt. Cái này đơn thuần là ta tự tìm,
ta muốn nghe cách nhìn của ngài. Ha ha ha. Lão bỗng cười to, tiếng cười mỗi lúc một to, không thấy ngắt quãng. Một lúc lâu mới thấy ông ta ngừng lại. Ha ha. Ta vừa mới nghĩ, tuy tính cách của ngươi bại hoại nhưng năng lực đều tài hoa hơn người. Nếu đặt trong thời loạn, hẳn là nhân vật Tào Tháo kiêu hùng đấy, lại không thể tưởng được. Ha ha, chuyện này tùy thôi, nhưng lúc này vì chút chuyện nhỏ mà buồn rầu, thật sự là, thật đúng là khiến người ta phải ôm bụng cười. Ninh Nghị nhìn ông ta bĩu môi, nói thẳng đi, người khác ta sẽ không hào phóng, ngay từ đầu ta sẽ không tâm sự. Đàn ông không đáng tin, lòng người rắn không nuốt được voi, người khác nhìn thế nào cũng không sao, cách nghĩ thật chính là, đều là người của ta, tại sao lại không chứ? Sở dĩ thỉnh giáo ngài là muốn cho ngài nói nhiều hơn về đàn ông năm thê bảy thiếp. Để ta đem cái không biết phải trái này biến thành hợp tình hợp lý một chút. Khang Hiền giang tay ra, ta cũng không biết tại sao ngươi lại cảm thấy cái này không hợp tình hợp lý. Ngài biết, thiểu số phục tùng đa số, chính là mọi người bình đẳng. Đúng như vậy, ngươi, vợ ngươi, Vân Trúc, đều bình đẳng. Ninh Nghị cười. Thực ra chưa chắc phức tạp đã lớn như hắn nói. Dù là hiện tại, hắn ở trong cái vòng luẩn quẩn kia, quan hệ nam nữ rối tung cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu hắn là đàn ông thời cổ, hắn sẽ suy nghĩ hoàn toàn như vậy, dù sao hắn cũng là người hiện địa. Sau khi coi trọng đối phương, mọi người đứng về một tuyến, đây mới là trung tâm khiến hắn cảm thấy thú vị. Khang Hiền cũng nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc ông ta vỗ vai hắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ninh Lập Hằng ơi là Ninh Lập Hằng. Thực ra, lúc trước lão phu cũng là thấy ngươi thú vị, có tiềm lực lại có tiềm năng nên đối đãi như tiểu hữu. Nhưng tối nay, cuối cùng ta có thể nói, học vô tiền hậu, đạt giả vi tiên. Ta và ngươi, đủ để có thể ngồi lại để phân cao thấp. Ngươi thực sự nghĩ đến chuyện này, nhưng... Ha ha! Lão nói xong không nhịn được liền cười rộ lên, ngươi cũng không tránh khỏi mua dây buộc mình. Cảm giác Ninh Nghị thật sự muốn mang những suy nghĩ này vào trong cuộc sống, trong tiếng cười to này. Khúc mắc đại nghịch bất đạo cùng với ý tưởng vừa rồi mà lão nhân nói, đã hoàn toàn bị đánh tan rồi. Đương nhiên đó là một hiểu lầm. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, trong đó đã bao hàm người không coi trọng phụ nữ. Cái này có gì mà không phân rõ phải trái, ta cũng không có gì để nói. Vợ người tôn trọng người, lại có đương nhiên không nên vứt bỏ vợ. Nếu không chẳng khác nào cầm thú. Nhiếp cô nương, hiền thục, dịu dàng một lòng chờ ngươi không phải vì tham lam gia thế nhà ngươi. Với phẩm chất của nàng, nếu không phải có chuyện khó nói cô ấy thực sự thích ngươi. Bởi vậy, ngươi đối xử với cô ấy như thế nào? Nếu ngươi bỏ mất người con gái như vậy cả đời ngươi sẽ khó tìm được người thứ hai. Lão phù cũng nói chuyện khá nhiều với hai chị em họ. Nếu ngươi có lỗi với cô ấy, ta sẽ bảo A Quý ném ngươi xuống sông Tần Hoài đấy. Khóe miệng Ninh Nghị giật giật một cái rồi sau đó cười ha ha thật sảng khoái. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 313 Tính cách Bất đồng, yêu thế nào đây? Tinh 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 tang tang, gió đêm vi vu, ấm áp. Cây đào góc sân hoa đỏ tươi, hoa cỏ xung quanh tô điểm đèn lồng dưới mái hiên hắt ra ánh sáng. Cách đó không xa mơ hồ có tiếng sáo vọng lại, khúc nhạc lúc trầm lúc bổng, cũng có tiếng người nói chuyện cười nói. Giữa bãi cỏ trong viện tử, nữ tử đang tự đánh phách, nhẹ nhàng vũ động như hoa lửa trên người cô gái mặc trang phục múa. Màu đỏ sáng lấp lánh và màu vàng ấm áp cùng hòa quyện, làm tôn lên dáng người thon thả, mảnh hạc. Làn váy có lông tơ uyển chuyển lúc ẩn lúc hiện theo điệu nhảy. Điệu múa của nàng linh hoạt, rộn ràng, lúc thì rất nhanh lúc lại thong thả, thậm chí có những lúc mang cả không khí oai hùng. Có đôi khi điệu múa lại như bông hoa đang nở đột nhiên dừng lại như muốn nghỉ ngơi. Điệu múa này ngày thường chưa ai nhìn thấy, chỉ là ngẫu hứng nhưng dù cho ai có nhìn thấy đi nữa thì có lẽ cũng đều cảm nhận được tài nghệ cao siêu của người múa. Cảnh này nằm trong góc sân ở Thanh Uyển. Lúc này may mắn đứng xem Nguyên Cẩm Nhi khiêu vũ, còn có 5, 6 đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi, bọn chúng ngồi ở bên lan can dưới hành lang,
chúng xem mà đều mở to mắt há hốc mồm ra. Nguyên Cẩm Nhi vượt qua các động tác khó một cách hiệu quả, thân hình uyển chuyển, cả người nhẹ nhàng như bay trên thảm cỏ nhưng sau đó lại mềm mại như một khung cảnh khác. Không lâu sau, hai tay Nguyên Cẩm Nhi giơ lên đầu, làm xong một động tác cô sải một bước rồi lập tức là cảm thấy đã không có linh cảm. Hơi ngừng lại một chút, sau đó cơ thể cô thả lỏng rồi dừng lại hoàn toàn. Xem có hiểu hay không? Nhớ được bao nhiêu? Các em có thể nhảy được không? Nàng cầm một cái thước uy nghiêm trước mặt bọn trẻ mà hỏi. Tất cả bọn chúng đều do dự lắc đầu. Hả? Cũng phải nhớ được mấy cái chứ? Có đứa gật đầu, có đứa lắc đầu rồi lại kịp phản ứng gật đầu. Hai tay Nguyên Cẩm Nhi chống nạnh, giống như con gà mái suy nghĩ buồn rầu không nói lên lời rồi cuối cùng dùng thủ đoạn bạo lực để kết thúc. Giơ tay ra, mỗi đứa đánh ba cái, quay về nhớ luyện tập, sau đó ta sẽ kiểm tra. Xoa bàn tay bị đánh xong bọn trẻ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Cẩm Nhi, sau chốc lát rồi xấu hổ im lặng, nàng nói, đi đi. Mấy đứa con gái nhanh nhẹn chạy mất. Thực ra mà nói, kỹ thuật múa của Nguyên Cẩm Nhi thật sự không được coi là khéo léo và có sự kiên nhẫn của một cô giáo. Sau khi đuổi đám nha đầu đó đi, nàng suy nghĩ rồi vén váy đi về phía căn phòng. Trang phục múa của nàng lúc này xem ra có hơi bất tiện nhưng nàng sớm đã quen với nó. Nàng chạy chậm chiếc váy giống như sóng cuộn toát ra bóng nhung nhẹ nhàng. Trong phòng bên này, Vân Trúc giả trai đang ngồi trước bàn chỉnh sửa một chút, một tay cầm bút lông, một tay gảy bản tính. Chợt nhìn, ánh trong ánh đèn lờ mờ rõ ràng có bóng của một công tử đang nhíu mày trầm tư. Nhưng ở phương diện này thực ra nàng không có khiếu lắm. Hàng tháng đều phải kiểm tra tiền bạc tuy không nhiều lắm nhưng đều phải tính toán nhưng cũng phải mất một chút thời gian. Mà nàng vốn có đã có tính cách kiên nhẫn và yên tĩnh, thỉnh thoảng trầm tư, nàng sẽ hơi nhíu mày, đưa cán bút nhẹ lên môi rồi cắn. Nguyên Cẩm Nhi đứng ở cửa nhìn trộm dáng vẻ của tỷ tỷ, thật sự là cảm thấy quá đẹp. Vân Trúc bỏ bút xuống rồi quay đầu sang, dậy xong rồi à? Vâng, Cẩm Nhi từ cửa nhanh nhẹn đi vào, bọn chúng quá ngốc. Ánh mắt của Vân Trúc cười cười, là muội không có tính nhẫn nại đấy chứ. Hả? Dù muội không có, nhưng bọn chúng cũng quá ngốc. Vậy thì tất cả đều cho người ta bán đi thôi. Vân Trúc nhìn vào Mục nhíu mày lại, là thật. Gần đây phía trên này tiêu tiền thực sự là quá nhiều, dì Quế A họ đều đã từng nói. Vân Trúc muốn hỏi lại thôi, Cẩm Nhi hơi thay đổi sắc mặt, thật sao? Không, không phải như vậy. Họ thật đáng thương đợi thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Trúc nhìn sang, mới kịp phản ứng, Vân Trúc, tỷ lừa muội. Vân Trúc cười cười, cười cúi đầu chuyên tâm với bản tính. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cẩm Nhi ghé vào bên bàn nhìn. Thực ra trong lòng nàng hơi có phần áy náy, nói đến con số, nàng không có thiên bẩm như Vân Trúc. Vân Trúc im lặng được, nàng lại không im lặng được, ngay từ đầu nàng đã muốn chia sẻ cùng Vân Trúc. Nhưng qua mấy lần, mỗi lúc không nhịn được nàng đều lấy cớ đi làm chuyện khác. Nàng cảm thấy nhất định là tâm trạng lén lút của mình nhất định là Vân Trúc biết nhưng chưa bao giờ nói ra làm cho sự áy náy của nàng lại càng tăng lên. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến chuyện này hoàn toàn đều tại tên Ninh Lập Hằng dựng lên vì thế nhân tiện nàng lại hận hắn một chút. Nàng ở bên cạnh chớp mắt, Vân Trúc nhìn thoáng qua rồi cười nhẹ nói, đi thay quần áo thôi. Cẩm Nhi đứng lên nhìn quần áo của mình rồi lại duỗi tay ra do dự, đã lâu không mặc. Vân Trúc, tỷ thấy có đẹp không? Đẹp. Vân Trúc liếc mắt nhìn nàng một cái, còn không mau vào thay quần áo đi, tỷ sắp xong hết rồi đấy. Ồ, Cẩm Nhi thong thả đi về phía sau, Vân Trúc tỷ nói Cẩm Nhi xinh đẹp tiếng nói dương dương tự đắc vang lên trong phòng khiến cho Vân Trúc không khỏi mấp máy miệng. Căn phòng phía sau là một góc bình phong, Cẩm Nhi ngâm nga khẽ một giai điệu, cởi quần áo. Trong phòng chỉ có hai người con gái, nàng cũng không bố trí bảo vệ chỉ một lát sau. Nhìn từ bên này tấm bình phong có thể nhìn thấy cơ thể của Cẩm Nhi thon thả. Đôi chân dài nõn nà không hề có sẹo, chân trần nhỏ đẹp, ở bên kia có chút kiêu ngạo uốn éo. Một lát sau cũng không biết nghĩ cái gì mà Cẩm Nhi ngừng lại không ngâm nga nữa. Một chân từ bên kia bước ra, Cẩm Nhi nghiêng đầu ra khỏi bình phong, sau đó nàng khẽ cắn môi dưới. Ôm cái yếm đã bởi bỏ dây, cẩn thận từ bên kia đi ra. Thời tiết vẫn hơi lạnh, cơ thể của nàng cũng run. Lên,
Nàng do dự một chút rồi vẫn bỏ yếm ra. Vân Trúc tỷ. Ừ. Vân Trúc quay đầu lại. Muội có đẹp không? Không khí trầm mặc thời gian như ngừng thở. Vân Trúc hạ vai xuống rồi cầm lấy tờ giấy ném tới. Không mau mặc quần áo vào. Bị cảm lạnh thì sao? Ừ nhưng... Không nhưng gì hết. Nhanh lên. Lúc này Vân Trúc giả trai cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng sự dứt khoát của nàng rốt cuộc cũng có hiệu quả. Cẩm Nhi hậm hực đi vào trong, tấm bình phong lộ ra nửa cái mông nhỏ. Nàng sửa sang lại một lúc rồi tự nhiên nhô đầu ra, thấy Vân Trúc vẫn cắn cán bút ở bàn. Tình cảnh này làm cho Cẩm Nhi mấy lần muốn nói lại thôi. Rốt cuộc, nàng cũng hóa trang thành một người đàn ông. Chỉnh trang xong, nàng từ tấm bình phong bước ra. Nhẹ giọng nói, Vân Trúc tỉ trước bàn đọc sách bên kia. Vân Trúc đột nhiên quay người lại đập bút lông lên bàn. Cẩm Nhi, tỉ đang tính toán sổ sách, muội có thể. Tính cách của nàng vốn đã không dễ nổi giận và giáo huấn người khác, đặc biệt đối với người càng thân cận với mình nàng lại càng khó. Mới nói được một câu đầu, ánh mắt của nàng đã đầy sự phức tạp và tự trách rồi, cau mày nhếch môi. Lúc này trang phục của Cẩm Nhi vẫn thiếu, chân không đi giày, mũi chân trần trụi, còn chưa mặc y phục nam giới. Cảm giác vô cùng nhỏ nhắn tinh tế, thực ra nàng cũng biết mình quá phiền phức. Cúi đầu yên lặng một hồi lâu rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của Vân Trúc, nhưng tỷ tỷ đang không hề tính toán sổ sách gì. Tỷ tỷ làm sao Vân Trúc biết vì sao nàng ta lại nói như vậy? Tỷ cắn bút, ánh mắt cũng không để ý gì đến sổ sách, lúc nào cũng như thế. Tỷ vốn dĩ không tính toán gì. Chỉ đang nhớ đến hắn Vân Trúc muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Ta biết, ta đang suy nghĩ, nếu huynh ấy ở chỗ này thì phải làm sao? Cẩm Nhi, muội cũng biết những việc này của chúng ta đều ngu dốt. Vân Trúc thanh minh mấy câu rồi xoay người. Nàng nhìn cuốn sổ một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, thực ra ta cũng có nghĩ, khi nào huynh ấy trở về, rốt cuộc huynh ấy có bị sao không? Theo như lời phò mã ra nói thì cũng phải có kết quả rồi. Ta nghĩ ngày mai đến phủ phò mã hỏi thăm một chút. Cẩm Nhi thực sự xin lỗi, sau một khoảng thời gian dài Hàng Châu xảy ra chuyện. Tuy Vân Trúc và Cẩm Nhi đều đã đến phủ phò mã để hỏi thăm tin tức nhưng dù sao đó cũng là phủ phò mã. Người thường và người của Hoàng gia có khoảng cách quá xa. Vân Trúc và Cẩm Nhi đương nhiên là biết. Mặc dù thường xuyên đến thăm hỏi, nhưng thường xuyên đó cũng là 10 ngày đến nửa tháng mới đi một lần. Lần trước các nàng đến phủ phò mã đúng vào sau tiết thanh minh. Lúc đó Ninh Nghị vừa mới giải quyết xong chuyện của Bá Đao Doanh nhưng không có tin tức gì về. Khang Hiền an ủi họ chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là có tin tức, nhưng Vân Trúc vì luôn lo lắng cho hắn, cho dù ngày nào cũng có tin tức thì đối với nàng cũng thấy là chưa đủ. Lúc này chuyện ở Hàng Châu chắc đã xong rồi. Nàng kiềm chế tâm trạng tự nói với bản thân không nên đi khiến người khác thấy phiền, nhưng thực ra trong lòng vẫn muốn đi. Không có, nhưng muội muốn tỷ không nghĩ đến hắn nữa, chính là không được nghĩ. Nói lời xin lỗi xong, Cẩm Nhi cũng lặng yên lặng lẽ đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng từ phía sau rồi tựa mặt vào lưng nàng, nhìn tỷ như vậy, muội rất đau lòng. Vân Trúc cũng không né tránh, dù sao thì Cẩm Nhi nói thích nàng, ghen với nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Đương nhiên nàng biết Cẩm Nhi nói những điều đó là thật lòng, cuối cùng cũng chỉ vì lo cho mình mà thôi, nhưng ta thích huynh ấy, Cẩm Nhi. Không có kết quả tốt đâu. Cẩm Nhi lay nàng, than thở, sao tỷ lại không thể thích ta? Nếu ta là nam nhi nhất định ta sẽ thích Cẩm Nhi. Không phải là cũng không sao, với muội không sao hết, đáng tiếc là muội không phải nam nhân, vậy thì chẳng có cách nào. Vân Trúc xoay người lại cười vuốt mái tóc của nàng. Thật không hiểu tại sao muội lại không thích Lập Hằng như vậy, hắn muốn cướp tỷ đi, làm gì mà muội phải thích? Trước kia đã không thích rồi, hiện tại tỷ và muội ở với nhau lâu như vậy rồi thì lại càng không thích. Hận, muội hận hắn. Vân Trúc tỷ, hắn căn bản không phải là người tốt đẹp gì, chúng ta ở Kim Phong lâu lâu như vậy rồi, cũng biết bản chất của đàn ông, nhìn là hiểu ngay, hắn rất lợi hại, rất khó hiểu. Cho dù tỷ chỉ muốn làm một tiểu thiếp cũng mãi mãi chịu sự sắp đặt của hắn. Trước kia Mama cũng từng nói, tỷ quyến rũ được hắn, gả vào nhà giàu có, gả vào hàn môn cũng được. Nếu hắn mê hoặc tỷ, đây là đại tài tử, sống chết đòi gả đi, kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng không phải muội nói đến chuyện này, hai tay Nguyên Cẩm Nhi vung lên,
ồn ào, giống như con gà mái đi xung quanh Vân Trúc, dù sao. Vân Trúc, tỷ cũng biết, cũng đã nghe nói rồi, nữ nhân thích nữ nhân cũng không có gì, cần gì phải là nam nhân. Vân Trúc tỷ, chúng ta ở cùng nhau tốt quá rồi, tỷ cũng có thể yêu thích muội, muội xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng không phải là không có tiền. Đừng lo nhiều chuyện như vậy, bán mấy tòa lâu này đi, cái gì mà Minh Nguyệt lâu, Thanh Uyển, Tức Lam Cư, khó nghe chết đi được. Nghe đã thấy phiền rồi, Vân Trúc cười nói, nhưng Cẩm Nhi, thực ra muội thích không phải là nữ nhân, muội chỉ vì ra nên mới nói như vậy thôi. Đâu có, muội thích con gái, muội thích Vân Trúc tỷ, không thích những người con gái khác. Vân Trúc tỷ, hay là tỷ hôn muội một cái, hôn môi ý, bọn họ nói hôn một chút sẽ biết. Hôn một cái, một cái nào? Nàng ở bên Vân Trúc chu môi lại, ngửa đầu ra đang la hét, đột nhiên có cảm giác mềm mại. Đôi môi của Vân Trúc đã dán lên môi của nàng, nàng khựng lại, ánh mắt chớp mấy cái, lại chớp chớp mấy cái. Một lát sau, Vân Trúc mới bỏ nàng ra, cười hỏi, thế nào? Ặc, mềm mềm, tê tê. Muội, mặt muội đỏ hết lên rồi, vô ích. Vân Trúc cười lấy ngón tay chọc vào trán của nàng. Thật đó, chi bằng hôn một lần nữa. Vân Trúc tỷ thật sự đó, nàng không ngừng nhấn mạnh, nhưng Vân Trúc chỉ cho là nàng đang nói linh tinh. Không lâu sau nàng cũng không nhịn được nữa, liền thở dài một câu, Vân Trúc tỷ, tỷ đã nghĩ muốn lập gia đình, vậy muội phải làm sao bây giờ? Sau đó lại ồn ào lên. Lúc hai người vừa đang nói chuyện, ở phía trước có những tiếng náo loạn vọng đến. Lúc này, có một người con gái vội vàng đến gõ cửa, trên tầng 2 có hai nhóm tài tử đang tranh cãi. Cẩm Nhi vơ quần áo tránh phía sau Vân Trúc, lúc này nói, đây không phải chuyện bình thường đâu, chúng ta đi cũng vô ích thôi. Vân Trúc nói, hay là đi xem một chút. Nàng ra hiệu cho người kia lui xuống, sau đó bảo Nguyên Cẩm Nhi mặc quần áo xong rồi đi ra ngoài. Rồi đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lớn từ xa vọng lại, nghe như là bước chân người chạy loạn. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 314, Như Cùng Nàng Tiền Thế Qua Môn. Sau đó là tiếng rối loạn, phố bên cạnh Thanh Uyển từ bên này nhìn lại loáng thoáng thấy ánh lửa bùng bùng. Vân Trúc vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo Cẩm Nhi, đi được nửa đường thì có thiếu nữ của Thanh Uyển tới đưa tin. Cũng là từ góc đường bên kia có chiếc xe ngựa đang đến, con ngực lồng lên chạy như điên đứt cả dây cương. Xe húc vào tường làm sụp tường bên cạnh Thanh Uyển. Có người bị thương không? Bị thương mấy người, vài người bày sạp bán bên đường bị thương đến rồi, nhưng cũng không nặng lắm. Trước đó Lý Quản sự đã gọi đại phu đến, bảo tôi nói với hai cô nương không cần lo lắng gì cả. Sau khi mở rộng chúc ký, người làm việc trong lầu là nữ nhiều hơn nam. Lý Lan, quản lý Thanh Uyển vốn xuất thân từ Thanh Lâu, sau đó thì vào đây, mạnh vì gạo bạo vì tiền lại biết thi văn, cũng quen với Vân Trúc và Cẩm Nhi. Lúc này nghe thấy chuyện không có gì lớn, Vân Trúc mới yên tâm, không có người bị thương nặng là tốt rồi. Cẩm Nhi cười nói, cái này nhìn cũng náo nhiệt, những người đó cãi nhau trên lầu cũng phải yên tĩnh chứ. Tuy nói Thanh Uyển là chỗ lịch sự tao nhã, nhưng các văn nhân tài tử năm ba ngày lại ầm ĩ một trận cũng là chuyện bình thường. Chỉ có thể chứng minh bên này rất có nhân khí. Vân Trúc cười lắc nhìn cô gái báo tin nói, trên lầu còn cãi nhau không? À, cãi nhau xong rồi à? Chưa ạ, hình như là có một thư sinh rất nổi tiếng đi lên, sau đó bọn sẽ không ồn ào, nhưng có người đến chào hỏi. Người kia rất trẻ, tôi còn hỏi Tiểu Ngọc tỷ đó là ai thì vách tường đã bị đổ. Người trẻ tuổi rất nổi tiếng. Trước kia đã đến chưa? Chưa, chắc là chưa. Cô gái kia vốn là con giá một gia đình nghèo khố, không biết gì về thi văn, cũng không quen biết quá nhiều người. Chỉ là lúc này nghe cô ta nói như vậy, Cẩm Nhi liền nhíu mày, nàng nghĩ những thứ gì đó rồi nhìn sang Vân Trúc. Vẻ mặt của Vân Trúc như không có gì, chỉ là động tác hơi chậm chậm một chút, Cẩm Nhi liền quay đầu lại hỏi, vậy hắn, Ninh gì đó hoặc cái gì hàng đó phải không? Điều này gì sao cũng làm cho người ta có cảm giác chàng hợp, nàng cũng không biết trong lòng mình nghĩ những gì nữa. Cô gái kia có chút chần chừ, hình như... Không phải,
lại hình như là Tiểu Ngọc Tỷ nói với tôi. Vậy trông hắn thế nào, có phải hơi cao không? Nhìn dáng vẻ rất điềm đạm. Cẩm Nhi khoa chân múa tay, hỏi cô gái kia, cô ta có chút khó xử. Vân Trúc nhìn nàng rồi nói, đi xem thôi. Cẩm Nhi mới buông tha cho cô gái kia, hai người đi nhanh về phía đình viện đằng trước. Lúc gần tới Thanh Uyển thì bên này đã một cánh náo nhiệt, vách tường bên của tiểu viện đã bị xe ngựa đánh đổ. Đám hạ nhân trong Thanh Uyển đang nghe quản gia Lý Lan chỉ huy đến sửa chữa, đuốc đốt sáng. Các thư sinh văn nhân ở lầu trên lầu dưới chỉ trò xem cảnh ồn ào. Vân Trúc và Cẩm Nhi nhìn vào trong viện tử, sau đó đi vào giữa sảnh đi lên lầu 2. Chi nhìn qua một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng của người mà mình hy vọng thấy kia. Trong Thanh Uyển phần lớn không gian là lịch sự, tao nhã, nhưng mới vừa rồi hai tốp thư sinh vừa mới đi vào chính sảnh đã ồn ào. Sau đó lại là chuyện tường bị đụng đổ, người bên này càng nhiều hơn. Đương nhiên cũng có người đến chào hỏi Vân Trúc và Cẩm Nhi. Có người thì Vân Trúc cười lại nhưng cũng có người nàng chi miễn cưỡng ứng phó. Cẩm Nhi nhìn thấy có chút do dự nói, Vân Trúc tỷ, không nhanh như vậy chứ. Thực ra cũng gần như thế. Vân Trúc không yên tâm, ánh mắt tìm kiếm nhìn vào hình ảnh những người ở lầu trên, lầu dưới, trả lời như vậy. Chỉ một lát sau, Lý Lan đi lên, nàng mới hỏi chuyện ban nãy. Lý Lan nói, quả thực là lần đầu tiên đến đây. Nhưng trước kia hai cô nương thì trước đây đã từng gặp. Thì ra là vừa mới đến, nhưng là một vị tài tử trẻ tuổi tên là Vương Tương Chân. Y là người ngoại vùng đến đây, một năm gần đây mới nổi tiếng ở Giang Ninh. Thứ tài tử này đổi mới thật nhanh chóng, đặc biệt là ở Giang Ninh, thực sự có tài học, hàng năm đều về kinh thành, Lý Tần, Tào Quan đi làm quan rồi. Cố Yến Trinh sau khi mất tích cũng không tin tức gì, Ninh Nghị đi Hàng Châu, mấy bài thơ của hắn được ca tụng nhưng thành danh cũng có những cái giá của nó. Hắn có cảm giác văn đàn Giang Ninh phức tạp. Giang Ninh ngày nay người nổi danh cũng đã thay đổi mấy người. Vương Tương Chân trong hội thơ hơn nửa năm nay cũng có thơ hay. Tuy rằng trước kia chưa từng đến Thanh Uyển nhưng từng gặp Cẩm Nhi hai lần ở Minh Nguyệt Lâu và gặp Vân Trúc một lần. Nếu phải làm ăn buôn bán thì chuyện này cũng không tránh được. Hỏi xong những thứ này Vân Trúc có chút thất vọng. Cẩm Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng không biết là thất vọng hay là vui mừng. Sau đó Vương Tương Chân kia đi tới chắp tay chào hỏi Vân Trúc và Cẩm Nhi. Người này khoảng 20 tuổi, môi hồng da trắng, khôi ngô tuấn tú. Hai nhóm người trên lầu vừa mới tranh cãi nhau danh khí cũng không quá lớn, hiện tại y ở Giang Nhi khá nổi tiếng. Sau khi đi lên mọi người không ầm ĩ nữa, hiệu quả như vậy Vương Tương Chân cũng hơi đắc ý. Bây giờ ở Giang Ninh chỉ có Ninh Nghị đầu năm là bị đám người Khang Hiền cho là nhân gian tử thiếu. Ý là sau khi hắn viết bài tử, làm cho người trên thế gian này dám viết tử ít hơn. Vương Tương Chân cảm giác mình đúng là cao hơn một bậc, đáng tiếc là Ninh Lập Hằng kia có lẽ là chết ở trong loạn quân tại Hàng Châu rồi, không thể thi đấu một cuộc, có hơi đáng tiếc. Hơn nữa đối phương chết rồi mình cũng phải cho người ta thể diện chứ, người này thắng cũng không anh hùng, thật sự là đáng hận. Hiện tại là vì sau lưng Vân Trúc và Cẩm Nhi có phù công chúa làm chỗ dựa, sản nghiệp không lớn lắm nhưng rất nhiều người thèm muốn. Mà hai cô gái xinh đẹp này vốn từng có thân phận thanh lâu hoàn lương nên cũng có chút danh tiếng. Các nàng không cần quan hệ xã giao với nhiều người, ngày thường thần thần bí bí đương nhiên là vì sau lưng đã có người chống đỡ. Vương Tương Chân và đám văn nhân tài tử bàn luận chuyện hoa khôi ngẫu nhiên lại nhắc đến Trúc Ký, nói nếu có thể khiến hai người này tham gia biểu diễn mới thì mới thật sự là có bản lĩnh. Có người kiêng kỵ rốt cuộc sau lưng hai người có nhân vật quyền quý nào, nhưng bát tự chưa được chấm, đương nhiên cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Vương Tương Chân cũng quý mến hai người. Lúc này gặp rồi, y muốn mời hai nàng nói chuyện một lúc. Chỉ là Vân Trúc không yên lòng, nói mấy câu ứng biến gượng gạo. Cẩm Nhi cũng gượng cười, đang lo lắng muốn an ủi Vân Trúc. Vương Tương Chân 20 tuổi, toàn bộ đều do phụ nữ chu cấp. Thật ra hầu hết tài tử thời đại này đều như vậy, có tài hoa. Phong lưu, hơn phân nửa là các nữ tử đều yêu thích, y vắt hết óc muốn thể hiện tài năng của mình ngay lúc này, đối phương lại vô tâm không để ý tới. Cũng không phải cách lạt mềm buộc chặt, trong lòng y ngứa ngáy cảm thấy hai cô gái này quả nhiên rất có mê lực. Nếu không ôm hy vọng thì cũng sẽ không thất vọng lâu như vậy.
lúc này không thấy được người mà mình mong nhớ, đêm nay bỗng nhiên trở nên vô vị. Vân Trúc vốn dĩ định cứ thế mà rời đi, nhưng gia cảnh hai hộ gia đình bán hàng bên đường dưới Thanh Uyển cũng không được tốt lắm. Nàng nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của mình trước kia, bèn dặn dò Lý Lan xử lý giải quyết hậu quả của hai nhà thật tốt, lại dặn dò về việc sửa chữa bức tường. Ở trên có người ngâm thơ, ngẩng đầu lên nhìn, đó là Vương Tương Chân đang phe phẩy cây quạt bên lan can cùng bạn bè đàm luận. Vì thế lại có thêm một tác phẩm xuất sắc, dưới ánh đèn màu da cam, phong thái tuấn tú đó giống như con công xòe lông. Vân Trúc nhìn lên y cũng từ bên này nhìn sang, vừa chắp tay vừa gật đầu cười cực kỳ lịch sự. Vân Trúc cũng cúi đầu đáp lễ lịch sự. Không biết tại sao bọn họ lại có tâm hồn thơ ca đến vậy. Lúc này đang ngâm thơ, một ý tưởng nhạt nhòa lóe lên, nhớ đến Ninh Nghị. Nếu hắn cũng ở chỗ này xem cảnh náo nhiệt, chưa biết chừng còn nói đùa hai câu chắc là thú vị lắm, nhưng người này quá nghiêm túc, lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc nàng nghĩ đến những điều này, Vương Tương Chân kia ở trên lầu có vài phần đắc ý. Nàng ấy nhìn ta, nghe ta làm thơ. Ánh mắt vừa rồi xem ra có chút e thẹn, cứ nghĩ như vậy lại tiếp tục phe phẩy cái quạt, tiếp tục cùng người bên cạnh đàm luận, tiếng nói cao lên một chút, ánh mắt khéo léo nhìn xuống phía dưới. Nhưng Vân Trúc nói với Lý Lan mấy câu, rồi lại nói với Nguyên Cẩm Nhi, sau đó đi ra, mãi đến khi hình bóng kia biến mất nàng cũng không quay đầu lại. Xem ra đúng là nàng rất e thẹn, bóng lưng của nàng hơi nghiêng nghiêng, cũng không phải là để tập trung nghe ngóng động tình và nói chuyện bên nàng nghĩ như vậy. Cảm thấy mình thấu tâm trạng của nữ nhi, có lẽ các nàng đang đợi ở bên ngoài. Lại tiếp tục cùng mấy người bên ngoài bàn luận thơ ca, tối hôm đó ở lại Thanh Uyển đến tận đêm khuya. Chỉ một lúc sau, Vân Trúc và Cẩm Nhi đã ngồi xe từ đầu hồi cửa đi ra ngoài, đánh xe là Cẩm Nhi hóa trang thành Nam Nhi. Đương nhiên mỗi khi giả thành Nam Nhi thì nàng đều dùng tên là Nguyên Bảo Nhi. Đa số mọi tình huống là đảm nhân nhiệm vụ đánh xe và bảo vệ đáng nhẽ là trượng phu nhị ngưu của nha hoàn Hồ Đào, nhưng Nguyên Cẩm Nhi thích tự mình đánh xe đi chơi. Sau đó Khang Hiền lại âm thầm phái người bảo vệ hai người bọn họ, rất nhiều tình huống nhị ngưu lại được sắp xếp đi làm chuyện khác rồi. Lúc này trời đã về khuya, xe ngựa chạy qua sương mù trên đường, theo dọc sông Tần Hoài hướng ra ngoài ngoại ô. Thỉnh thoảng có ánh đèn sáng trên thuyền sát vai chạy qua các nàng. Trên đường chợt có người đi lại, hoặc mang theo đèn lồng hoặc mang theo đuốc lốm đốm sáng như những con đom đóm. Gió nhẹ thổi phẳng phất hương hoa, cảm giác mát mẻ thảnh thơi. Xe ngựa chạy không được nhanh, Vân Trúc tựa vào một bên, ánh mắt có vẻ mơ màng, lưu luyến đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thỉnh thoảng Cẩm Nhi lại nhìn nàng rồi nói, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Phò Mã Gia Gia. Tỷ cũng không cần phải quá tưởng nhớ đến hắn. Tỷ vừa mới hôn muội đấy, Vân Trúc liền mún môi cười với nàng, rồi ôm lấy nàng, gò má hai người áp vào nhau. Cẩm Nhi cười lắc đầu, ánh mắt nheo lại, sau đó lại nghiêng đầu sang chụt một cái vào má Vân Trúc, nói. Hôn rồi, Vân Trúc nhíu mày, hé miệng, sau đó nhéo mặt nàng, cù ký nàng, hai cô gái giả nam trang cứ đùa dần trên xe. Lúc này người đi trên đường đã thưa dần, thấy phía trước có người đi đến hai người mới thu lại. Đèn trên xe hơi lắc lư. Bị muội hôn thì là của muội rồi, cho dù là Ninh Lập Hằng. Đi nữa cũng không thoát được, Cẩm Nhi cứ như vậy đắc ý mà thông báo. Vân Trúc ngồi ở bên xe, hai tay ôm đầu gối cười nhìn nàng, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, ta là tỷ tỷ của muội, hôn một cái cũng không có gì cả. Vâng, người của muội. Nguyên Cẩm Nhi phòng mà trừng mắt nhìn nàng. Vân Trúc lại chỉ cười dựa lưng vào vai Cẩm Nhi, hai chân để thẳng trên xe nói nhỏ nhẹ. Tỷ là người của Lập Hằng. Cẩm Nhi chi tiếc một điều là rèn sắt mà không thành thép. Ở đâu có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Có người không biết xấu hổ. Nhiếp Vân Trúc là người của Ninh Lập Hằng, là tỷ tỷ của Nguyên Cẩm Nhi, nàng nhẹ giọng nhắc lại. Hai tay mềm mại thả trong gió xuân, sau đó lại cười nhỏ. Cũng là tỷ tỷ của Nguyên Bảo Nhi. Cẩm Nhi hậm hực một lúc. Hừ, đêm nay Nguyên Bảo Nhi ta sẽ dạy tỷ. Nàng muốn nói câu tức giận nhưng lập tức lại ngẩn người ra. Lúc này đã gần đến tiểu lầu bên kia. Phía trước không có nhiều đèn đuốc, đường cũng có vẻ tối tăm. Nhưng thực ra ở bên đường bên kia có một chiếc xe ngựa dừng lại. Trong xe chỉ có một chiếc đèn lồng lóe sáng,
ánh sáng chiếu ra có một bóng người mờ ảo đứng bên bờ sông, là một thư sinh. Nước sông Tần Hoài trong bóng đêm chảy về phía xa. Cảm thấy tốc độ của xe ngựa đi chậm lại, ban đêm như vậy đương nhiên cũng không nhìn rõ kia có phải người quen hay không. Bọn họ đã gần một năm chưa gặp, là quen thân hay xa lạ cũng nói không rõ ràng. Cẩm Nhi nhìn về phía bên kia. Vân Trúc cũng lặng yên nhìn, đêm nay đã sai một lần, các nàng cũng không có cách nào xác định. Trong lòng lại có những cảm xúc khó tả, ban đêm như vậy, rốt cuộc là ai ở bên đường. Đèn lồng kia, hình như có một chữ Tô, nhưng cách xa nên cũng không rõ lắm. Có một chiếc xe ngựa từ đầu đường bên kia chạy qua, ánh sáng hắt đến gần chiếc xe kia, người kia, dần dần che tầm mắt song phương lại, rồi lại đi qua các nàng, dần dần đi xa. Người bên kia hình như là quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng chủ yếu là nhìn về phía tiểu lâu tận đầu bên kia, rồi lại đứng bên bờ sông không biết là để làm cái gì. Theo bản năng Cẩm Nhi dừng xe lại, nhìn Vân Trúc, Vân Trúc cũng nhìn nàng. Một lát sau, hai người xuống xe mang theo một cái đèn lồng nhỏ đi qua. Khoảng cách gần dần, người thư sinh kia tay cầm một cành liễu gãy, đang nhìn xuống nước như là câu cá vậy. Nghiêng đầu nhìn tiểu lâu xa xa, trong miệng như lầm bầm ngâm nga cái gì đó. Gió đêm thổi qua, Vân Trúc ở đường bên này có thể nghe thấy lời bài hát. Vì hát bé, ca từ cũng bị loạn hết lên. Tiếng phồn hoa tiêu tan và cõi Phật chuyển về thế nhân, mộng thiên lãnh đinh 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 tinh nợ, như người cam chịu, sinh tử khổ chờ, hư 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 lại một vòng niên luân. Phật tháp mấy tầng chặt đứt hồn ai, đau đớn tận đến khi ly tàn đèn nghiêng sơn môn đổ. Như nàng còn cùng, tiền thế qua môn, nhuộm hồng trần cùng ta. Suốt đời, phảng phất cảm thấy có âm hưởng. Phật giáo, hắn hướng đầu về phía bên này, thấy xe ngựa dừng lại, nhưng sau đó xoay người thấy hai cô gái cầm đèn lồng phía đối diện, Ninh Nghị cười cười, ta đã trở về. Một làn nước ấm áp từ trong cơ thể tràn tới, Vân Trúc nở nụ cười, ngay lúc đó không nói nên lời. Cẩm Nhi sừng sốt một lúc lâu, cảm giác tê dại run rẩy từ mũi chân xông lên, bao phủ toàn thân. Mãi về sau trong một khoảng thời gian dài nữa, nàng khó có thể diễn tả được rốt cuộc đó là cảm giác gì. Nhưng trong thời khắc này, cảm giác thật khó thớ. Thiếu nữ như thần sai quỷ khiến kéo tay Vân Trúc lại. Xung quanh không có người ngoài. Nàng theo bản năng hét lên. Ta Vân Trúc tỷ hôm nay hôn ta. Nàng đắn đo hai câu rồi sau đó hét lên như vậy. Rồi sau đó chính nàng cũng bị hù dọa sợ. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 315 Cẩm Nhi Cô Nương. Dòng nước lững lờ trôi, bóng đêm yên ắng, xa xa đèn đuốc kéo dài, mười dặm vàng nhạt, sông Tần Hoài chảy quanh thành thị một hình ảnh rực rỡ lung linh. Các mái hiên lầu gác san sát nhau tiếp nối kéo dài mở ra. Một nhánh sông thì giống như kim long chiếm cứ mặt đất, tạo nên một giang ninh phồn hoa. Thế nhưng ở ngay bên dòng chảy chính, tất cả lại có vẻ an bình, bởi không phải là dòng chảy chính. Hai bên giường thủy gần ngoại ô khai phá cũng chưa có nhiều, thỉnh thoảng mới có phòng xá, trang viên lốm đốm ánh đèn đuốc. Thuyền hoa dạo trên sông Tần Hoài khi nào nhàm chán mới qua bên này, trong bóng đêm giống như những cung điện nho nhỏ di chuyển. Lướt qua tiểu lâu gần đó, đèn đuốc chiếu phủ lên bình đài của tiểu lâu, sau đó dần dần xa hơn, để lại đèn lồng nho nhỏ, chiếu sáng giữa vùng này. Sau khi huynh đi, Minh Nguyệt lâu đóng cửa trước tiên, chúng ta mua mấy nhà trọ cũ xung quanh. Thực ra hai nhà ngay sát vách cũng không muốn bán, liền mời bọn họ cùng làm, sau là Minh Nguyệt lâu, tiếp đó là Thanh Uyển. Gió đếm thổi đến, vang lại tiếng nói dịu dàng của Vân Trúc và tiếng nước chảy. Đèn đuốc mờ mờ, trên bình đài có vẻ u ám. Dù sao xa cách đã quá lâu, giữa Ninh Nghị và Vân Trúc lại đều không phải là hai người xa lạ. Ở một chừng mực nào đó chỉ có thể dừng lại ở sự mờ ám và ra vẻ tự nhiên. Sau khi xa cách gặp lại trong tiểu lâu, thực ra có rất nhiều điều muốn nói, cũng bởi có quá nhiều điều để nói nên không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao cũng còn có một Nguyên Cẩm Nhi chèn ở giữa. Hồ Đào và Khấu Nhi không còn ở đây nhưng thỉnh thoảng vẫn đến cùng ở trên bình đài.
đi treo đèn lồng nhỏ lên, Vân Trúc rốt cuộc lặng lẽ đối mặt với tâm tình phức tạp. Đợi Cẩm Nhi trở lại trong lầu nói là chuẩn bị trà bánh thay quần áo, nàng mới khẽ khàng nói đến sự phát triển của Trúc Ký. Thật ra, cũng là thể hiện sự thất thường trong lòng. Ninh Nghị tìm một cái ghế ngồi xuống, thấy nàng nói đến đây, thỉnh thoảng cúi đầu, thỉnh thoảng cười cười. Nữ tử mặc trang phục nam nhân nhưng không che giấu được tư thái yêu mỹ, khí chất nhã nhặn lịch sự. Trong lòng nghĩ nếu bản thân mình thật sự là tài tử, lúc này nói không chừng phải cầm cây quạt theo mới hợp với bầu không khí này. Nghĩ như vậy, lại không kìm được nở nụ cười. Khuôn mặt lo lắng lưu luyến hiểu lòng của Ninh Nghị khiến nàng cảm thấy trong lòng yên ổn, ngoại trừ sau cùng có chút không kìm nén được cảm xúc nôn nóng hỏi một câu trở về lúc nào. Tới một câu trả lời thuyết phục của Ninh Nghị là buổi chiều mới vào thành, sau đó lại tiếp tục trò chuyện, ngoài trừ Trúc Ký. Thì cũng chỉ là một vài chuyện vụn vặt, như là buổi sáng tại Thanh Uyển có một nhóm tài tử tranh luận ồn ào, mặt tường của Thanh Uyển bị đụng đổ đủ loại. Trong lòng nàng, thật sự muốn nói lại là những thứ khác. Thực ra, Cẩm Nhi nói những câu kỳ quái. Lập Hằng, huynh cũng biết đấy. Muội ấy nói chuyện hôn muội ấy là do đêm nay ở Thanh Uyển và hôn Cẩm Nhi một cái. Thực ra trong lòng nàng không hề có khúc mắc gì, chỉ là lúc này gặp được Ninh Nghị, Cẩm Nhi lại thẳng thắn tuyên bố khiến cho tâm trạng của nàng có chút rối bời, không khỏi có cảm giác lo được, lo mất. Cảm thấy không cần phải nói, lại không nhịn được muốn làm sáng tỏ, nhưng lúc mở miệng lại thấy bản thân mình không cần thiết phải nói những thứ này. Ninh Nghị cũng bật cười, sau đó bóng người kia đi qua bao trùm lên, trong ánh sáng u ám, Vân Trúc ngồi tựa lưng vào ghế. Trông thấy gương mặt gần sát kia, trong vẻ mặt của nàng vốn có chút thẹn thùng nói chuyện nàng và Vân Trúc hôn nhau, lúc này lại trở nên yên ổn. Vậy hôn như thế nào? Như thế này sao? Là... Ừ, ngón tay mềm mại lặng lẽ đặt lên hông Ninh Nghị, sau đó cầm lấy tay hắn. Hai bóng người tan vào nhau trên bình đài mở tối, gió đêm ấm áp. Ở cửa bình đài, một bóng người đi đôi giày thêu màu vàng nhạt bước ra, sau đó ngấn người ra, nhìn chốc lát, cuối cùng lặng yên rời đi. Không biết từ lúc nào trong bóng tối có tiếng nói nhỏ của hai người, Cẩm Nhi nhìn thấy rồi. Ừ, biết rồi. Nguyên Cẩm Nhi lặng yên trở lại phòng khách, cẩn thận để khay trà xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía bình đài có ánh sáng vàng nhạt kia, hai vai sụp xuống. Lặng lẽ thở dài, sau đó nàng bĩu môi, cúi đầu, từ từ đi ra ngoài, rồi lại quay lại liếc nhìn, mãi đến khi ra đến cửa lớn mới nhàm chán đi đi lại lại dưới mái hiên. Lúc này nàng đã thay đổi trang phục nữ nhi, váy dài, quần dài, áo màu trắng bạc thêu hoa văn phức tạp kết hợp với áo ngoài ngắn cộc tay trắng thuần khiết. Ở lâu với Vân Trúc, không tránh khỏi được ảnh hưởng về cách ăn mặc của nàng. Gần đây Cẩm Nhi lại càng thích màu trắng tinh khiết. Trước đây nàng thích mặc những trang phục có màu hồng, vàng, xanh, nhưng về sau nàng càng ít mặc những trang phục màu đó hơn. Nhưng phong cách vẫn là Cẩm Nhi cô nương sạch sẽ hơi rườm rà lúc trước ở Kim Phong lâu được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng thật ra lúc này, biểu hiện của nàng không tránh khỏi lộ vẻ phiền não đau lòng. Nếu chưa thay trang phục nữ nhân và để tóc dài, trong khuôn mặt ngược lại có vài phần giống thiếu niên đang si tình. Đương nhiên, nếu lọt vào trong mắt văn nhân tài tử trước đây đeo đuổi nàng, càng thấy Nguyên Cẩm Nhi luôn lanh lợi hoạt bát bởi vẻ yêu sầu này mà lại mang đến mị lực kỳ lạ. Thiếu nữ trước đây chưa từng biết đến tư vị sầu não rốt cuộc đã khổ sở vì tinh rồi. Nếu trước đấy nàng có khí chất này, nói không chừng địa vị hoa khôi đã rơi trên đầu nàng rồi. Đương nhiên, cô nương Cẩm Nhi của chúng ta rốt cuộc lúc này trong lòng buồn bã vì cái gì, có lẽ bản thân nàng còn không rõ lắm. Rốt cuộc là nàng thích Vân Trúc thật hay là ghét tên Ninh Nghị, hoặc cũng có thể cảm thấy bản thân mình là kẻ bỏ đi. Hoặc vì Vân Trúc đã tìm thấy người mà nàng xót thương cho bản thân mình. Tóm lại, tình cảm của con người từ trước đến giờ không phải là thuần túy. Đi lại một lúc dưới mái hiên, nàng ngồi trên bậc thang, gõ gõ đánh đánh vào cành cây, sau đó buồn chán vẽ những vòng tròn lên bậc thang. Nếu quay lại một hai năm trước, kẻ tên là Ninh Nghị kia thường xuyên cứ sáng sớm là đi qua chỗ này, dưới mái hiên có ánh nắng ấm áp. Hắn thường ngồi ở chỗ bậc thang này, cùng với người tên là Vân Trúc cô nương nói chuyện một lát, tình cảm của hai người cứ như vậy mà phát triển. Việc này,
Trước kia Cẩm Nhi từng trò chuyện với Vân Trúc, dần dần mới biết được. Nàng nghĩ đến những thứ này mà lung tung hết cả lên. Trong lúc đó Ninh Nghị cũng từ bên ngoài đi ra. Cẩm Nhi nhìn hắn với thái độ thù địch, hắn chi lặng yên cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Hừ, vẻ mặt u sầu kia rất đáng yêu. Cẩm Nhi hừ lạnh một tiếng, rồi ôm hai đầu gối, vẫn dùng nhánh cây vẽ những vòng tròn bên cạnh, không để ý đến hắn. Ninh Nghị cũng chỉ ngồi bên cạnh nhìn cảnh vật xung quanh trong màn đêm. Lát sau có xe ngựa trên đường chạy qua, phu xe nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi dưới mái hiên như vậy, ánh mắt có vẻ kỳ quặc rồi tiếp tục vung roi. Ánh mắt của Cẩm Nhi như mèo trừng lên nhìn người phu xe kia. Một chốc xe ngựa đã đi xa. Hừ, dù sao ta cũng đã hôn Vân Trúc tỷ. Cuối cùng người không nhịn được vẫn là Cẩm Nhi, nàng quay đầu lại nhìn trộm hắn, hếch cằm. Ninh Nghị liếc nhìn nàng một cái rồi nói, vậy sao, vậy ta cũng thế. Không biết xấu hổ còn nói những câu đen tối. Cẩm Nhi mắng thầm trong lòng, sau đó mới nói, ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ. Vậy thì sao, của ta khó. Cẩm Nhi nói quay đầu nhìn vào bóng cây trong màn đêm, cho nên sớm hay muộn gì Vân Trúc tỷ cũng là của ta. Ninh Nghị im lặng một lát rồi nhìn nàng, vậy sao lúc nãy ngươi không phá rối. Cẩm Nhi ôm hai đầu gối, có chút hậm hực, một lúc lâu mới nói, nhưng tỷ ấy vẫn thích ngươi. Tỷ ấy ngóng trông ngươi về đã được một năm rồi, tuy rằng ta không thích, nhưng trong thời gian đó cũng không hề làm sằng bệnh, hừ, dù sao. Dù sao nàng nói lẩm bẩm những câu gì đó. Đại ý là nói dù sao Vân Trúc tỷ cuối cùng cũng vẫn thích hắn. Ninh Nghị ở bên cạnh nhìn nàng một lúc, sau đó cười. Hắn định nói cái gì đó nhưng lại thấy không cần thiết. Nguyên Cẩm Nhi trước mắt là thích Vân Trúc thật lòng, có lẽ không phải là tình yêu nhưng đúng là sự thành tâm thành ý muốn bảo vệ cô ấy. Cứ như vậy, trôi qua một lát, Cẩm Nhi quay đầu hỏi, Vân Trúc tỷ đâu? Người khiến tỷ ấy bị làm sao rồi? Người ra đây làm gì? Ninh Nghị nói, không làm gì, nàng ấy đang thay quần áo. Hả? Có lẽ cảm thấy lần này Ninh Nghị không có gì xấu xa. Cẩm Nhi hờn dỗi trong chốc lát, rốt cuộc cũng hiểu được bản thân mình thật nhạt nhẽo. Một lát sau, Vân Trúc đã đổi lại trang phục nữ nhân đi ra ngoài cửa. Hai người ngồi ở đây là gì? Hắn dụ dỗ muội. Cẩm Nhi quay đầu, chi tay về phía Ninh Nghị. Hắn cười nói về chuyện Hàng Châu. Ừ, Vân Trúc ngồi vào giữa hai người. Rất nhiều chuyện hắn làm ở Hàng Châu các nàng đã được Khang Hiền nói cho nghe. Nhưng dù sao rất nhiều chi tiết trong đó cũng không rõ ràng lắm. Lúc này mới nghe Ninh Nghị kể từ đầu đến cuối, Vân Trúc quan tâm đến chuyện của hắn. Mà Cẩm Nhi thì lại có chút hiếu kỳ đối với những nhân vật mà trong miệng người khác gọi là Hỗn Thế Ma Vương tham gia tạo phản thành lập triều đình Vĩnh Lạc tại Hàng Châu. Ninh Nghị lại có thể đấu với những người này. Khi nghe Khang Hiền nói, nàng cảm thấy không thật, lúc này liền kêu gào bám riết hỏi toàn bộ quá trình trải qua của Ninh Nghị. Hắn cũng nói với các nàng về những chuyện linh tinh của Võ Lâm. Hắn cũng thêm mắm thêm muối vào đó. Cái gì mà Thánh Công Phương Lạp giáo chủ Mani giáo, rồi Tả Hữu Hộ Pháp Tứ Đại Thiên Vương ba người ngồi cùng chỗ dưới mái hiên dù sao cũng có hơi không hay. Một lát sau họ về phòng khách, ăn điểm tâm uống trà rồi nói chuyện. Nguyên Cẩm Nhi vẫn còn hứng thú với rất nhiều chuyện, như là người mạnh nhất trong Mani giáo là ai, nếu Phương Thất Phật đánh với Vương Dần thì ai mạnh hơn. Nếu Phương Lạp gặp Độc Cô Cửu Kiếm thì sẽ làm thế nào? Sau khi nghe hết mọi chuyện hắn kể, nàng hỏi thêm, vậy bây giờ người có phải danh hiệu huyết thủ nhân đồ đã rất nhiều người biết đúng không? Quả thực là nổi danh lừng lẫy như sấm rền bên tai nói cho cô biết, sau khi kết thủ với những người như Thạch Bảo, Lệ Thiên Nhuận có thể toàn thân trở ra sẽ không được mấy người. Ta chính là giết kẻ có tên là Thang Khấu, sau đó ta lại nghe, võ công của hắn rất nổi tiếng. Tên là còn không phải là bị ta âm mưu giết chết. Không đúng, bị ta đánh bại chẳng qua võ công hiện giờ còn chưa đủ lâu. Ta cũng không biết là có thể luyện đến trình độ nào con người của ngươi là thế nào vậy. Luôn đùa giỡn dối trá, còn gọi gì là anh hùng hảo hán nữa. Hơn nữa, ngươi vừa nói như thế, ngươi đánh với cái tên Thang Khấu không có danh vọng kia đùa giỡn cái gì. Hẻm Thái Bình cũng tính chứ. Nhưng ở hẻm Thái Bình kia, ngươi dựa vào thuốc nổ mới thắng được, huống hồ lúc đó là đang thời điểm đánh giặc, mọi người không thừa nhận. Ta một mình đánh đổ cả một nhóm người, sao lại không thừa nhận, ngươi căn bản vẫn là cô nhóc không hiểu gì.
Ninh Nghị chứng minh cho năng lực và danh dự của mình, rồi sau đó lấy hạt dưa ném nàng. Không hiểu mới lạ. Nguyên Cẩm Nhi cười vui vẻ, lấy hạt dưa ném lại. Ta đoán, người nổi tiếng nhất là gả cho Tây Qua gì đó làm phò mã. Ta nghe nói công chúa Tây Qua cũng là người dũng mãnh, võ công của nàng ta thế nào? Có đánh được Phương Lạp không bạn Nguyên Cẩm Nhi à? Ngươi nên nhìn vào lý tưởng làm cao thủ võ lâm của ta. Nếu ta không là huyết thủ nhân đồ nổi danh như sấm bên tai thì sao Lưu Tây Qua lại coi trọng ta, có đúng không? Lúc ở doanh trại địch ta không có cách nào phân thân, hai quyền khó đánh lại bốn tay, đành phải lá mặt lá trái, đánh phải né tránh. Chuyện này hiện giờ được diễn hí khúc, cũng nói ta là một đại anh hùng tiết đình quý, người không biết đó thôi. Cô ấy dũng mãnh nhưng ở trước mặt ta cũng bị ta đánh cho tẩu hỏa nhập ma hạt dưa ném loạn hết lên. Tin người mới là lạ, ta nói cho người biết, người không có công phu đó đâu. Vân Trúc tỷ thường đi hỏi thăm chuyện ở phía nam. Có những người giang hồ đến trúc ký, tỷ ấy lại sai người đi hỏi, xem có tin tức cái người tên gì là huyết thủ nhân đồ hay không, người ta đều nói. Cái gì mà huyết thủ nhân đồ, chưa từng nghe thấy, ha ha. Nói khoác Cẩm Nhi muội muốn cãi nhau với huynh ấy, làm gì mà kéo ta vào thế thời gian thành Hàng Châu bị bao vây. Người giang hồ lên phía Bắc đương nhiên là không biết. Rất bình thường Nguyên Cẩm Nhi vui vẻ nói chuyện Vân Trúc đi hỏi thăm tin tức của Ninh Nghị. Vân Trúc ở bên cạnh vốn gượng cười, lúc này má nàng đỏ lên. Chủ đề trong phòng được tiếp tục, Ninh Nghị và Cẩm Nhi tranh luận một lúc, thỉnh thoảng cũng lôi Vân Trúc vào, tạm thời bất kể do Ninh Nghị cố ý. Nguyên Cẩm Nhi chiếm hạ phong trung quy đều rất vui vẻ. Trước kia trong phòng này chỉ có hai cô nương, cho dù là cãi nhau ầm ĩ cũng vui hơn. Đêm nay mới thật sự là náo nhiệt, giống như có thêm không khí trong chốn phồn hoa vậy. Trôi qua một lúc lâu, ăn mấy thứ, chuyện cũng sắp nói xong, cũng cãi nhau xong, Vân Trúc và Cẩm Nhi tiễn Ninh Nghị ra cửa. Trên trời đầy sao sáng, xe ngựa mỗi lúc một xa. Vân Trúc chắp tay trước ngực thành tâm cầu khấn. Cảm ơn Bồ Tát đã phù hộ cho huynh ấy an toàn trở về. Ngày nào cũng cầu khấn, cuối cùng trong lòng cũng được yên ổn. Giống như trước kia sáng sớm hôm nào hắn cũng chạy qua cửa, nói chuyện một lúc. Nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tốt biết bao. Cho dù là hắn ở nơi khác, nàng cũng hy vọng hắn có thể bình an chạy qua góc phố này. Bình an là tốt rồi. Thấy vẻ mặt sầu muộn của nàng, Nguyên Cẩm Nhi cúi đầu, thở dài. Nàng biết Vân Trúc nghĩ những cái gì, nhưng không sao, thời gian còn dài. Nàng vẫn còn có thể ở bên Vân Trúc tỷ, nàng còn có thể đánh bại tên Ninh Lập Hằng cả ngày ở rể kia, cướp Vân Trúc tỷ trở về tay mình. Vì thế mà nàng lại tự tạo động lực cho mình. Đợi cho xe ngựa đi xa, khi Vân Trúc quay đầu lại đi về phía tiểu lâu, nàng lại hăng hái bừng bừng đi theo sát đối phương nói xấu Ninh Nghị và Tuyên Dương, cảm giác hai người hôn nhau thì tê dại mềm mại. Đêm còn chưa về khuya, nàng vẫn còn ra sức quấn lấy Vân Trúc. Những ngày tháng từng được lo được mất rốt cuộc đã trôi qua, hạnh phúc thanh nhàn sắp đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 316, mùa xuân ấm áp. Mùa xuân tháng 3, chim én bay lượn, muôn hoa đua nở, thành Giang Ninh đón nhận một mùa xuân tuyệt đẹp. Thanh minh đã qua, cốc vũ chưa đến, những ngày mùa đông giá rét đến lúc này đã hoàn toàn rời xa, muôn hoa nở rộ, nước sông Tần Hoài cũng ấm lên, thời tiết khá thuận lợi để ra ngoài thành đạp thanh. Toàn bộ vùng Bạch Lộ Châu này ngày đều có nhiều người hội tụ. Những thi sĩ, văn nhân thường xuyên tụ họp không ngừng, đây là thời điểm thích hợp nhất sau khi qua Tết âm lịch. Nguyên tịch để mọi người tụ tập vui chơi, du ngoạn, ngay cả khi thời tiết xấu, mưa xuân kéo dài thì người ta vẫn luôn tìm ra vườn có cảnh đẹp, ngâm thơ giao hữu. Ngắm những hạt mưa xuân vươn đọng trên những cành cây xanh biếc có thể sẽ là ý tưởng để làm thơ, đi cùng người phụ nữ mình yêu mến sẽ tạo nên cảm hứng bất tận cho một giai thoại tình yêu. Tháng này cũng là thời gian Giang Ninh náo nhiệt nhất, cảnh vật Tần Hoài vàng rực khắp nơi, mùa đông đã qua, vạn vật như được tái sinh, đấy là thời gian ai cũng thích thú. Nhất là miếu Khổng Tử, ngõ Ô Y là nơi được chú ý nhất, thanh lâu sở quán chính là trung tâm để văn nhân tụ hội,
thương nhân đón khách. Quan viên lui đến, nơi này 10 trượng nhuộm đẫm phàm trần thế tục, tạo nên một diện mạo đặc trưng của Giang Ninh. Sau khi phía Nam Hàng Châu được Đồng Quán thu hồi, kinh tế Giang Nam vốn chịu ảnh hưởng bởi loạn phương Lạp lại lần nữa khôi phục trở lại. Trước đó Giang Ninh cũng bị ảnh hưởng tương đối, lúc này Hàng Châu được thu hồi. Tuy nói nắm giữ Hàng Châu, hệ thống nền kinh tế Giang Nam cũng thật sự chưa có sự biến đổi nhiều lắm. Nhưng loạn cục này đối với một số thế gia, thương nhân lớn thì lại là cú sốc lớn, trong bao việc còn dở dang, càng khiến cho nhiều người có cơ hội xuất đầu. Mới cũ thay đổi ngược lại đã rót vào một sức sống mới cho hệ thống kinh tế, ít nhất vùng Giang Ninh những thương gia Nam Bắc thường lui qua, điều này đã thu được lợi ích đáng kể. Ninh Nghị không tham gia vào những chuyện này. Sau khi từ Giang Ninh trở về, chuyện quan trọng nhất kỳ thật vẫn là chuyện Tô Đản Nhi yên tĩnh dưỡng thai mà thôi. Ở Hàng Châu cả nhà gặp tai ương loạn lạc, đến lúc này xem ra thật ra chấn động đó chỉ như tôm tép. Nhãi nhép, khi Ninh Nghị và Tô Đản Nhi trở về, bên phòng lớn cũng đã thu lại được đất bị mất. Đương nhiên, phòng 2 phòng 3 vẫn như cũ có ý tưởng mọi người đều là người một nhà. Người có thể làm gì được ta này tồn tại, loại người này rơi vào tay Tô Dũ, chỉ sợ không còn quà ngon để ăn. Đối với chuyện này, sau khi về nhà vài ngày, đầu tiên là Tô Bá Dung đã bắt đầu hành động, sau đó tìm đến lão Thái Công Tô Dũ và một nhóm lão trong tộc nói chuyện. Toàn bộ thế cục Tô ra như mạch nước ngầm, bắt đầu chuyển động âm ỉ không ngừng làm mọi chuyện náo loạn, đã sơ bộ hình thành căn cơ hoàn cảnh của hậu cung. Chẳng qua Tô Đản Nhi không tham gia trong đó, nàng đã có bầu 9 tháng, tháng cuối cùng muốn được yên tĩnh dưỡng thai, cho dù muốn quản nhiều việc nhưng Ninh Nghị cũng không cho phép. Còn về phần Ninh Nghị vào lúc này đương nhiên cũng không tham dự đến việc nhỏ nhặt đó, có nhiều người muốn đến thăm hỏi Tô Đản Nhi cũng đều bị hắn ngăn lại. Một năm nay ở Hàng Châu làm rất nhiều việc, có Tô Văn Định, Tô Văn Phương đều biết. Lần này về nhà có thêm nhiều mối quan hệ. Trong mắt nhiều người khó có thể lường được. Hầu hết mọi người hơn một năm biết danh tiếng của hắn là thập bộ nhất toán, Ô gia rơi vào tay hắn mất đi một nửa gia sản. Trong mắt người khác chính Ô gia khiêu khích Tô Đản Nhi mới làm hắn ra mặt, thuận tay chặt đứt hai đùi Ô gia. Lúc này còn nói ở Hàng Châu đối mặt với đám người Phương Lạp, ngay cả Phương Thất Phật, Thạch Bảo đối đầu với hắn cũng nhận thiệt thòi lớn. Từng chuyện, thực tế như thế nào chân chính không mấy người hiểu rõ lắm. Nhưng hiện tại cũng không có ai hoài nghi chuyện này. Chẳng qua một thanh niên 20 tuổi, lúc này ở trong mắt người khác lại toát lên khí thế không giận tự uy, mặc kệ hắn có xứng với danh tiếng này hay không. Cũng có người khen làm hắn như lên 9 tầng mây, cũng không ít người làm hắn như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Cảm giác này có lẽ ngay cả Tô Bá Dung, Tô Dũ cũng không thể nào có được. Tô gia hiện nay không có thời gian để điều tra chuyện của hắn hư thật hay không. Ai cũng có thể hiểu được hậu quả như thế nào, sợ không ai chịu đựng được. Đương nhiên, bất kể Ninh Nghị làm gì để gây ấn tượng, chỉ cần có khả năng, có thừa lực, Tô Bá Dung đều không để hắn ra mặt thu thập tàn cục này. Dù gì hắn cũng là ở rể Tô gia, mặc dù trong Tô gia hắn có vị trí khá phức tạp nhưng nếu hắn không nói gì, thân phận ở rể sẽ vẫn cứ duy trì. Thực tế, thời đại độc chiếm thiên hạ, mặc dù nói hiện nay tất cả mọi người cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng thật sự mà nói, ở trong nhà mình, không thực sự sợ hắn, cũng có thể sợ nhưng không biết đến mức nào. Trên lịch sử, rất nhiều đại quan có thể rất tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác với những đối thủ chính trị của mình, nhưng lại bị chính lưu manh trong nhà mình dày vò không có cách nào. Ví dụ như người làm quan, nhiều thân thích đầu nhập vào, người nhất định phải nuôi bọn họ, cho bọn họ ăn. Cho bọn họ một đường ra, nếu mà bọn họ cần tiền, người nhất định phải cấp đủ cho họ không thiếu một đồng, bọn họ được tuyên dương, người thì bị vạn người phỉ nhổ, việc làm quan cũng khó mà đảm đương nổi. Cũng có nhiều người muốn làm quan thanh liêm, bản thân mình thanh liêm, nhưng lại không quan tâm được người nhà sẽ nghĩ hắn keo kiệt. Quên nguồn gốc, trước mặt bị đối thủ chính trị công kích tiêu diệt, phía sau lại bị người nhà bán đứng. Đời sống hàng ngày trải qua khá căng thẳng. Nho học phát triển, độc chiếm thiên hạ tồn tại hơn ngàn năm, tóm lại các mối liên hệ này tất cả đều có liên quan đến. Làm quan lớn không được tự do, Ninh Nghị tuy có lợi hại nhưng không ai tin hắn dám động tay động chân với người trong nhà,
cùng lắm mọi người đừng quá bức hắn, có lẽ như vậy. Về phương diện khác, sau khi vợ chồng Ninh Nghị trở về dường như gia tăng sức mạnh cho nhiều thương hộ phụ thuộc Tô gia. Tiết gia cùng Ô gia đều ngừng mọi động tác lại, bọn họ đương nhiên đã chiếm được sự tiện nghi rồi, lúc này muốn tìm hiểu Ninh Nghị. Tiết Tiến Giã, Ô Khải Long cũng đều muốn tạo nên mối quan hệ, đến Tô gia gửi thiệp mời Ninh Nghị tham gia yến hội, hội thi thơ, đủ các loại danh mục. Đám người Bộc Dương Giật cũng lấy danh tiếng khởi lang mời, Ninh Nghị cự tuyệt toàn bộ không đến. Hắn thật không chịu nể mặt ai, thái độ này khiến cho Tô Bá Dung cảm thấy có chút tiếc nuối, nói Tô Đàn Nhi dù sao cũng nên nhận lời mời của đám người Bộc Dương Giật với ông. Có thể không cần để ý tới lời mời của Tiết gia, Ô gia, nhưng cần phải nể mặt Bộc Dương Giật, còn Tô Đàn Nhi thật sự không muốn để ý đến chuyện này. Chỉ nói, phụ thân, nữ nhi muốn yên tĩnh dưỡng thai, nói những điều này cho tướng công nghe chỉ khiến chàng tức giận. Nhưng mà, nữ nhi là một người mạnh mẽ chấp nhận kết hôn một người ở rể, hiện tại nó lại trở nên sợ phu quân, bộ dáng này làm cho Tô Bá Dung cũng có chút khó tin. Ngày thứ hai sau khi về nhà, Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi chính thức tuyên bố tin tức Tiểu Thiền đã qua cửa, đồng thời cũng công bố địa vị chính thức của Tiểu Thiền trong Tô gia. Với thân phận của Ninh Nghị, nạp Tiểu Thiền làm tiểu thiếp là có chút kỳ quái, nhưng điều quan trọng cũng không ai đưa ra lời dị nghị nào. Ở bên cạnh phòng lớn trong viện, Tiểu Thiền cũng khá bình thường, nàng cùng hai tỷ muội quan hệ khá tốt. Công việc làm thường ngày cũng không có gì thay đổi nhiều, dù sao trước kia các nàng đều là nha hoàn trong nhà, chỉ là cùng lắm hàng tháng được thêm một ít tiền. Lại có thêm chút uy danh nhưng Tiểu Thiền không quản chuyện bên ngoài, nàng không muốn thêm phiền toái cho Ninh Nghị. Mà Ninh Nghị hết sức không thể hiện chế độ thê thiếp khác biệt chế độ thê thiếp trong nhà nhiều lắm. Đương nhiên, trong lòng Tô Đàn Nhi, Tiểu Thiền đều có quy tắc, hắn không có khả năng phá vỡ quy củ này, nhưng ít ra trong thời gian này hắn đối đãi với Tiểu Thiền không như tiểu thiếp mà là muội muội, cách đối xử này làm Tô Đàn Nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng âm thầm phỏng đoán tâm tư của phu quân, Tiểu Thiền cũng cảm thấy có chút phức tạp. Tình cảm ba người cuối cùng sẽ biến thành thế nào, tự nhiên cũng khó nói. Phần lớn thời gian Ninh Nghị ở nhà cùng Tô Đàn Nhi, hắn nói chuyện cùng nàng hay tản bộ, cũng đôi khi gọt hoa quả, cùng nàng đánh cờ. Nàng đã cận kề ngày sinh nở, trí nhớ cùng thể lực cũng suy giảm hẳn. Có đôi khi Ninh Nghị cùng nàng nói về chuyện xưa hoặc đọc sách cho nàng nghe, thậm chí còn thỉnh thoảng ngâm nga vài câu thơ nữa. Hắn có tư tưởng của người hiện đại, đối với loại sự việc này không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ở võ triều có được mấy nam nhân chăm sóc vợ mang thai như hắn, chứ đừng nói hát hò ngâm thơ, đó chỉ thể hiện ở nam nhân bản thân phóng đãng không chịu gò bó thích hí kịch mới làm được. Trong lòng tin tưởng có ý niệm nam nữ bình đẳng trong đầu bất đồng với thể hiện ra ngoài, có lần Ninh Nghị đi ra ngoài về. Thấy Tô Đàn Nhi kiên cường của mình đang lau nước mắt, gượng cười với hắn, Ninh Nghị dò hỏi. Làm cái gì vậy? Thiếp đang nghĩ, không biết có được bao nhiêu nam nhân vì vợ mình làm được những chuyện như vậy. Ta lười ra ngoài, nàng cũng không muốn xã giao, chỉ là một vài việc. Nàng không phải là con nít mà thay đổi tâm tính nhanh như thế. Hắn đưa khăn cho Tô Đàn Nhi lau mặt, Tô Đàn Nhi kéo tay hắn để trong lòng, miệng nói, vừa ấm vừa nóng, có thay đổi gì đâu chứ. Buổi sáng mỗi ngày cố định sẽ ra ngoài chạy một vòng đến tiểu lâu bên sông Tần Hoài kia, cùng Vân Trúc, Cẩm Nhi tâm sự, lâu rồi chưa có ngày thanh nhàn như vậy, cảm giác này lâu rồi chưa có được. Lúc này hai người đã biết Tô Đàn Nhi mang thai nhưng Vân Trúc không nói gì, Cẩm Nhi cũng chỉ ngẫu nhiên công kích vài lời, nhưng lại không dùng chuyện này để cùng Ninh Nghị đấu võ mồm, điều này khá kỳ lạ. Bản chất rèn đúc đương nhiên không đổi, sau khi Lục Hồng Đề rời đi đã để lại cho hắn nhiều võ nghệ để hắn tham khảo, Ninh Nghị cũng nghiêm túc luyện tập. Tuy lúc đầu tập luyện không thấy có gì hiệu quả là mấy, nhưng nếu kiên trì bền bỉ chưa chắc đã không thể trở thành cao thủ. Đối với Lục Hồng Đề, Ninh Nghị hoàn toàn tin tưởng, thậm chí còn muốn sao chép một phần tặng cho Nguyên Cẩm Nhi vẫn luôn hét muốn làm nữ hiệp. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyệnđọcviệt.com Chương 317, vở kịch gia đình.
Lúc nhàn rỗi chính là lúc Tô Đản Nhi bắt đầu nghĩ về tương lai của con mình. Hiện tại nàng chỉ có mỗi suy nghĩ này. Nếu nàng sinh được con trai sẽ đặt tên là Tô Ninh. Nhưng Ninh Nghị kiên quyết không chịu. Hắn nói, không thể được, tuyệt đối không thể. Nếu vậy sinh con gái không phải đặt Tô Bạc sao? Hắn không muốn đặt họ của hai người với nhau, làm cho Tô Đản Nhi rất tổn thương, nên không khỏi suy nghĩ, hay tướng công không muốn dùng chữ Ninh ở sau. Nàng cảm thấy Ninh Nghị không muốn đặt họ Ninh ở sau họ Tô. Khả năng cái tên Tô Ninh này có lẽ nhấn mạnh thân phận ở rể của Ninh Nghị. Ninh Nghị đành phải giải thích một hồi. Biểu thị không có ý như vậy. Hắn có lý do riêng của mình. Sau đó hắn đưa khá nhiều tên để nàng chọn, nào là Tô Thức, Tô Triệt, Tô Tuân, Tô Tụng, Tô Tiểu Tiểu, Tô Đông Pha. Những tên này so với Tô Ninh đều dễ nghe hơn. Đối với việc đặt tên thực tế như thế nào hắn đều đồng ý. Sở dĩ phản đối cái tên Tô Ninh cũng bởi vì cảm thấy nghe cái tên này khá xấu, rất buồn cười. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn cũng nghiêm túc nghĩ một vài cái tên hay cho con mình. Dù gì thời gian để đặt tên cho con hắn còn khá dài, bây giờ không cần quá sốt ruột. Lúc này hắn chỉ là nhàn nhã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con, Tô Đản Nhi thì lại rất xem trọng chuyện này. Trưa ngày mùng 6 tháng 3, Tiểu Thiền cùng Tô Đản Nhi ra cửa tản bộ. Ninh Nghị đọc sách xong ra ngoài đi tìm, đi được nửa vòng nhà Tô gia. Vừa bước gần viện tử của Tô Bá Dung, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của thê tử. Sau đó là thanh âm của Tô Bá Dung đang nói, buồn cười, sao lại thế được? Nội lực Ninh Nghị lúc này đã cao hơn trước nên thính lực có khả năng nghe xa hơn một chút. Giọng nói Tô Bá Dung cũng là bởi vì để cao mới lờ mờ truyền đến. Ninh Nghị biết quan hệ giữa nương tử nhà mình cùng người cha vợ không quá hòa hợp, lúc này đại khái hai người bất đồng quan điểm. Chính từ khi Tô Đản Nhi chứng minh được năng lực của mình, đối với chuyện trong nhà nàng đều có quyền lên tiếng, các phương diện nàng đều giỏi hơn cha, Tô Bá Dung bỗng nhiên lại có ý kiến đối với nhi nữ. Trong lòng Ninh Nghị thật sự cảm thấy rất tò mò, bay vọt qua tường, đi đến gần hơn để nghe rõ Tô Đản Nhi nói chuyện. Đứa con trai đầu tiên nên đặt họ Ninh thì có sao chứ? Phụ thân, nó sẽ kế thừa y bát của tướng công, cũng là trưởng đại của Tô gia, mọi việc vẫn làm cho Tô gia. Thật sự tướng công con không để ý chuyện này, chàng nói với con cho dù họ Tô hay gì đi nữa thì đứa con này vẫn là con của chàng, chàng vẫn dạy bảo nên người. Cha, tướng công đối xử với nữ nhi thế nào? Cha rõ nhất, việc này con đã suy nghĩ kỹ rồi cho nên hôm trước con mới nhờ mẹ nói với cha. Ngay từ đầu gánh vác công việc, Tô Đản Nhi đã cố gắng bắt chước theo cách thức làm việc của nam nhân. Nỗ lực của nàng rất nhiều người trong Tô gia đều thấy. Tuy nhiên sự cố gắng của nàng đa số người liên tưởng nàng như một võ tắc thiên thứ hai không an phận. Nhưng từ khi Tô Đản Nhi bắt đầu quản lý Tô gia, hầu hết những giấy tờ văn kiện buôn bán nàng đều làm khá hoàn chỉnh. Tạo nên uy thế lớn, ở Tô gia hiện nay có mấy người có can đảm làm việc như nàng. Lần này trở về, nàng ở Tô gia không tham gia việc gì nhưng mơ hồ vẫn có ảnh hưởng khá lớn, dù là khi không có phụ thân Tô Bá Dung, 10 năm, 20 năm sau toàn bộ Tô gia có lẽ sẽ do nàng quản lý, điều này đã là tình huống có lẽ mọi người đã lường trước được. Đương nhiên, có một vài chuyện bí ẩn, ví dụ như mấy chuyện Ninh Nghị làm kia, liên quan đến trình độ, thì lại là ngoài tầm với của mọi người, nếu như nói vài năm sau bỗng nhiên hắn muốn làm chủ Tô gia. Thay thế Tô Đản Nhi làm chủ điều này không phải không có khả năng, đương nhiên những thế gia vọng tộc khác không thích chuyện như vậy xảy ra. Cũng có thể có trường hợp các trưởng bối của Tô Đản Nhi đã chết cả, đồng thời con trai lớn của nàng được xem là người có năng lực. Có lẽ người trong nhà sẽ nguyện ý cho một người đàn ông quản lý gia tộc, nhưng mặc dù là có khả năng như vậy, thì Tô Đản Nhi cũng phải xác định rõ người đó có đủ tiêu chuẩn để nàng lui bước nhường vị hay không. Có thể nói, mặc dù hiện tại có nhiều việc, Tô Đản Nhi cũng đã có địa vị là trưởng môn nhân của Tô gia, nhưng dù vậy có rất nhiều sự tình, lúc này nàng không thể nào giải quyết được. Người quyết định chính là Tô Dũ, tiếp đến là Tô Bá Dung, Tô Trọng, đám người này có thể sửa gia phả, nhập từ đường, gìn giữ huyết thống Tô Thị, việc này dù nàng có tích lũy uy tín 30 năm nữa. Với thân phận nữ nhi như nàng cũng không thể quyết định những việc quan trọng đó. Điều này làm nàng sợ sau này ngay cả đời con cháu của nàng cũng khó vượt bức tường đó. Cũng bởi vì hiện nay nàng có thân phận như vậy,
mới có thể trước mặt phụ thân đề xuất ra chuyện kia, còn thông qua mẫu thân khuyên nhủ nhằm giảm bất hòa. Nhưng đương nhiên việc này cũng đều bị cự tuyệt. Ta nghe mẹ con nói rồi, thật sự mẹ con không hiểu chuyện gì cả. Còn con nói cái gì con cũng không biết sao. Chúng ta khổ cực một đời vì cái gì? Chính vì Tô gia này, con cảm thấy tướng công con là người tốt, điều này không quan hệ gì cả. Ta cũng biết hắn tốt nhưng có nhiều thứ con không thể thay đổi được. Điều thứ nhất, nếu để đứa bé họ Ninh thì người trong gia tộc nhìn chúng ta thế nào, người ngoài nhìn ta ra sao? Một đứa ở rể mà lãnh đạo chúng ta sao? Ta biết Lập Hằng có bản lĩnh nhưng hắn ở rể, chính là ở rể đấy. Tiểu Thiền làm thiếp hắn, con biết người ngoài nói thế nào không? Nói con căn bản không giữ được hắn. Thứ hai, nếu đứa nhỏ mang họ hắn thì không tốt chút nào. Sẽ là cả đời không thể đến từ đường, ta không có cách nào. Con còn ra thể thống gì chứ? Từ sau khi hai bàn chân bị tật, tính tình Tô Bá Dung gần như trở nên thô bạo. Tuy cùng nữ nhi nói chuyện bình thường nhưng dường như trong giọng nói của ông có chút tức giận, Tô Đản Nhi trầm ngâm một lát. Những người đó nói chuyện này không phải muốn con cùng tướng công mình trở nên nghi kỵ nhau sao? Lần này con quyết không tha, nếu không sau này bọn họ còn ăn nói đến mức nào nữa chứ? Mặc dù không nhìn tới cũng có thể mơ hồ đoán được lúc này Tô Đản Nhi vô cùng tức giận, nhưng đối với phụ thân nàng cũng không muốn nói nhiều. Con có thể quản được việc người ta nói thế này thế kia sao? Bọn họ không chịu nhường bước thì đừng trách con đứng trên đầu bọn họ. Tóm lại chuyện đứa bé mang họ Ninh con đừng nhắc đến nữa, nếu để ra ra con nghe thấy không bị con làm tức chết mới lạ. Ta biết lão nhân gia đối với Lập Hằng khá tốt nhưng nếu con nói ra chuyện này thì ông sẽ nghĩ hắn thế nào? Tốt nhất con đừng nói. Tô Bá Dung là người hiểu rõ nhất, biết hậu quả chuyện này nếu cuối cùng thực hiện chung quy cũng phải đi nói với Tô Dũ. Con gái mình chạy đến nói với mình như thế, cũng chính muốn thuyết phục mình. Cố ngăn tức giận nhìn Tô Đản Nhi gật đầu, Tô Đản Nhi trầm ngâm lúc lâu nói, con biết rồi, nhi nữ muốn suy nghĩ. Con đừng suy nghĩ nhiều, con đang có mang. Kỳ thật vài ngày trước gia gia của con cùng các vị thúc bá có thương lượng chuyện của hắn, nhưng không nói về chuyện đứa bé mang họ gì. Chuyện này có gì hay mà nói, chỉ nói về ngày dỗ tổ có nên cho hắn nhập từ đường hay không thôi. Dù sao khi ở rể hắn không sửa họ Tô, chính thế từ đường cũng không thể nào vào được, mấy vị lão nhân gia cũng không nói về chuyện này nữa. Đúng thật tướng công của con là người có bản lĩnh, nhưng con đối đã hắn cũng đủ tốt với hắn rồi, không ai trách con cả. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ông nói như thế quả thật để cao địa vị của Ninh Nghị, người bên ngoài cũng sớm biết được vị trí của hắn, tự nhiên sẽ không đối đãi với hắn như trước. Sáng sớm, có mấy lão thái công trong tộc cùng nhau nói về chuyện có nên để Ninh Nghị đến từ đường hay không. Điều này họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ thuận miệng nhắc tới, rồi thuận miệng gạt đi. Mặc kệ bên ngoài hắn có quan hệ thế nào, trợ giúp rất lớn với trong nhà ra sao, và dù là hắn quen biết Hoàng Thái Tử, trước mặt tộc quy cũng phải tuân theo quy tắc. Đấy không phải cách nói của những lão nhân kiêu ngạo mà thực tế chính là như vậy. Đương nhiên, Ninh Nghị đối với việc này không phải chưa cần nói đến, thật sự hắn không muốn suy nghĩ đến. Sau đó Ninh Nghị lại nghe hai người nói đến việc nhà thường ngày xảy ra, hắn không tiếp tục nghe nữa bèn vượt tường ra ngoài. Đúng là vở kịch gia đình. Hắn thì thào tự nói một câu, cười trở về, trong những tháng ngày này chưa có chuyện gì vui cả. Nghe qua chuyện này cũng làm hắn hứng thú. Đợi khi Đản Nhi trở về, nàng cũng không nhắc lại việc này với hắn. Việc đặt tên cho đứa con vẫn suy nghĩ theo hướng mang họ Tô. Sự tình chưa có gì tiến triển, hai vợ chồng xem như không có gì xảy ra. Tối hôm đó sau khi lên giường ngủ, Tô Đản Nhi có chút buồn cười nói, hai ngày trước các lão nhân gia có nói đến chuyện của Ninh Nghị, xem ra tướng công đã làm họ phải suy nghĩ rồi. Chỉ thuận miệng nói thôi. Việc này là tốt hay xấu, danh tiếng, xem như chuyện tốt đi. Ninh Nghị cười nằm bên cạnh thê tử, vươn tay véo mũi nàng, một tay ôm đầu nàng gối lên tay. Ừ, nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tên, ta không có ý định đổi lại. Tô Nghị không êm tai bằng Ninh Nghị, nghe rất kỳ quái, nhưng không nên vì chuyện không đâu mà bực tức. Trong chuyện này quả thật có gì khó hiểu, nếu không lão nhân gia kia đã cho ta vào từ đường của Tô gia rồi, không đến mức bị người ta cười khinh. Chuyện giống nhau cả, nàng không biết ý nghĩa của chuyện này sao? Ý nghĩa sao? Tô Đản Nhi chớp mắt có chút do dự.
ba cô sáu bà, chuyện nhà, những người này nắm khá rõ, ngay từ đầu họ đã không thích, xem thường ta, như vậy cũng tốt. Lúc ngạo mạn lúc cung kính, tâm tư những người này thay đổi, nói chuyện thay đổi, thái độ thay đổi, thực sự có ý đồ. Giống như đang diễn vở tuồng giống nhau vậy, tâm tư một người, một đám người, chỉ trong chốc lát đã thay đổi liên tục. Chỉ cần tụ tập là có thể ngả nghiêng ngay, có đôi khi họ la mắng vì chán ghét, có đôi khi chửi vì họ sợ, đôi khi thích mắng chửi người. Thậm chí đôi khi họ chán ghét chính bản thân mình, những điều này có thể hiểu được, những đạo lý này cũng không khác nhau là mấy. Vậy, thiếp cũng như họ sao? Đều bị tướng công quan sát. Quan sát đến cuối cùng cũng nhận ra, nàng thích ta. Ninh Nghị cầm tay nàng nói. Tô Đản Nhi nhìn lên trên, mặt thoáng đỏ dù hai người đã là phu thê, thích có vẻ phương thức biểu đạt tình cảm nghe còn có chút xa lạ, một lúc lâu mới nghe nàng nói. Chàng là tướng công của thiếp. Sau đó một thời gian chuyện về đặt tên cho đứa con đầu tiên của họ không biết Tô Đản Nhi có còn vận động như trước hay không. Trong thời gian ở cùng gia đình, Ninh Nghị chỉ đi thư viện một lần nhưng không giảng bài. Đám người tiểu thất thật ra đến thư viện tìm hắn vài lần, quấn quýt hỏi hắn chuyện ở Hàng Châu. Chung quy những chuyện này quá không thích hợp, cuối cùng chỉ là kể chút về phong mạo Trấn Giang và Hàng Châu. Sau đó qua không lâu, tiểu quận chúa Chu Bội đến nhà thăm hỏi. Từ khi Ninh Nghị rời Giang Ninh, hai tỷ đệ Chu Bội, Chu Quân Võ tuy vẫn còn tên ở thư viện Dự Sơn nhưng không đến thư viện học. Hiện giờ Chu Bội đã đến tuổi kết hôn nên việc cần thiết là lo lắng các loại chuyện kết hôn lựa chọn phò mã, việc đến thư viện nghe giảng bài cũng bị cấm. Lúc này thiếu nữ đã thêm một tuổi, chỉ một năm không gặp nhưng lúc này tiểu quận chúa đã trở nên duyên dáng, yêu kiều. Mặc dù đã là thiếu nữ đến tuổi lập gia đình nhưng trong mắt Ninh Nghị vẫn là cô nhóc không hơn không kém. Cách ăn mặc của nàng chú ý tỉ mỉ hơn, nhưng hoàn toàn không có khí thế của công chúa. Chu Bội vì đệ đệ của mình mới đến tìm hắn, chí ít là biểu hiện nguyên nhân bên ngoài là vì vậy. Năm trước, khi Ninh Nghị rời Giang Ninh thì Chu Quân Võ cũng đam mê theo đuổi cách vật học, đương nhiên người. Trẻ tuổi như cậu chăm chỉ học được trong bao lâu lúc ấy không ai đoán được. Kỳ thật Ninh Nghị thấy, các loại nghiên cứu về hóa học, vật lý bao giờ cũng buồn tẻ vô vị khô khan. Nhưng đối với Chu Quân Võ mà nói cũng trải qua một khoảng thời gian như vậy. Chẳng qua, từ lúc sự tích về Ninh Nghị tại Hàng Châu liên tiếp truyền đến, đối với vị tiểu vương gia này mà nói không thể nghi ngờ cũng là một liều thuốc trợ tim tốt nhất. Sư phụ lợi hại như thế, đương nhiên thuyết gì đó cũng sẽ không sai. Hơn nữa hắn dùng hỏa dược trận ở ngõ Thái Bình ngăn địch, làm cho đám người Thạch Bảo Lưu Tây Qua thất bại trở về. Loại sự tích này thật sự đã làm cho Chu Quân Võ ước ao vô cùng. Vì thế trong gần nửa năm, cậu đều cố gắng nghiên cứu hỏa dược. Vừa rồi xém chút đã tổn thương mặt mình. Thân là tiểu vương gia, cậu được đảm bảo cả đời ăn no, ngủ kỹ mà không lo nghĩ về những điều xấu xảy ra với mình. Không sợ người ta ức hiếp, chuyện này chắc chắn không đời nào xảy ra. Cha cậu cơ bản lo lắng mọi chuyện cho hắn. Nhưng Chu Bội thì khác, nàng hy vọng trong tương lai đệ đệ của mình có tiền đồ sáng lạn, cố gắng vì nước vì dân làm nên nghiệp lớn. Nàng đâu nghĩ tiểu đệ của mình biến thành một người đam mê khoa học, điều này làm nàng không hài lòng. Thời gian gần đây nhất vì một sự cố xảy ra suýt nữa nổ mặt làm cho tiểu vương gia mặt mày hốc hác, còn vô tình cháy xém một nhúm tóc. Thân thể tóc da chính của cha mẹ ban cho nên điều này đã làm Khang Vương nổi giận, cấm túc quân võ trong phủ. Áp lực hai bên đối với tiểu vương gia thật sự không tốt chút nào, chính vì Chu Bội quan tâm đến đệ đệ, lo cậu buồn lại mà đổ bệnh. Ai buộc chuông thì phải tháo chuông, vì vậy mới đến bái kiến, hy vọng Ninh Nghị cởi bỏ khúc mắt cho đệ đệ. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, thiếu nữ dung mạo cử chỉ đoan trang đến thăm hỏi cũng đã làm cho Ninh Nghị thấy mà cảm thán. Chỉ là trong lúc nói chuyện của đệ đệ, Chu Bội đã hỏi thăm hắn bao lâu thì chuẩn bị lên kinh, dường như hơi chút sốt sắng. Tâm ý này cũng chỉ là thoáng xẹt qua trong lòng Ninh Nghị. Các bạn đang nghe chuyện Chúa Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 318, Dốc Lòng. Trong trí nhớ sau này của Chu Quân Võ,
mùa xuân vũ triều năm Cảnh Hàn thứ 10 thực sự chưa có gì suôn sẻ. Nhiệt huyết học hành nghiên cứu vừa mới hừng hực dâng lên đã bị giáng một đòn vào đầu. Việc nghiên cứu thuốc súng chưa có gì tiến triển, còn bị phát nổ ngoài ý muốn. Vì chuyện này phụ thân cậu đã cấm túc cậu trong vương phủ không cho ra ngoài nửa bước. Một nhóm thầy giáo cả ngày lải nhải phê phán môn học nghiên cứu này chỉ là một thợ thủ công hèn mọn, không có học vấn. Lần này Phò Mã Gia Gia cũng không đứng về phía cậu, còn về phần vị tỷ tỷ cả ngày ngập trong phiền não lập gia đình trong lòng lại chất chứa những huyễn tưởng không thực. Tế, càng không thể nào trở thành đồng minh với cậu. Tiểu vương gia năm 13 tuổi lần đầu tiên trong đời mới tìm được phương hướng để phấn đấu, nhưng không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Điều này tạo nên đả kích khá lớn với cậu. Thật sự quá mệt mỏi, cảm giác không còn hứng thú nữa. Đương nhiên, vị thiếu niên trẻ tuổi này cũng không phiền lòng quá lâu. Không khí mùa xuân tươi mới này đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời sau này của cậu. Cuối mùa xuân, sư phụ từ Hàng Châu trở về. Cậu vì bị cấm túc mà không thể ra ngoài thăm hỏi. Nhưng không lâu sau khoảng giữa tháng 3, sư phụ cậu lại đến vương phủ thăm viếng. Dù chưa được sự đồng ý của phụ vương, nhưng bởi vì quan hệ với Phò Mã Gia Gia nên ông đã để cậu tạm thời được xuất môn, bãi bỏ lệnh cấm túc. Thời đại này, cách xưng hô đối với thầy giáo trưởng bối thật ra khá được chú ý nhiều. Trong vương phủ những thầy dạy cho Chu Quân Võ toàn là những đại nho trong vùng Giang Ninh, nhưng với Chu Quân Võ, họ chỉ xứng đáng với tiếng thầy giáo. Còn đối với Ninh Nghị, bởi yêu thích nghiên cứu mà cậu xưng hô là sư phụ, điều này khác nhau quá nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian dài Ninh Nghị không ở Giang Ninh nhưng cách xưng hô đã quen miệng rồi. Cách gọi này chỉ là chi tiết nhỏ không cần thiết chú ý, chỉ chú ý biểu hiện ra ngoài. Những vị khách đến vương phủ đều là những người có thân phận địa vị, khuất phục dưới trướng Khang Hiền cũng không có gì để nói. Khang Hiền với thân phận là phò mã, hơn nữa bản thân cũng có học vấn cao thâm, chỉ là chưa có công danh mà thôi. Nhưng Ninh Nghị là thanh niên 20 tuổi, là người có tư duy nhanh nhẹn thiên phú trời cho. Được xem là tài tử đệ nhất của Ninh Giang kia cũng chỉ là giỏi trong thi từ mà thôi, còn muốn nói đến học vấn, không ai nghĩ mình không bằng Ninh Nghị. Vì chuyện này, đầu năm năm ngoái, hai gã khách khanh trong vương phủ là Trương Thụy, Lý Đồng đã từng đến tìm Ninh Nghị, lần gặp đó là đúng lúc thích khách ám sát Tần Tự Nguyên. Thủ đoạn độc ác của Ninh Nghị đã làm hai người họ hoảng sợ, từ đó bọn họ không còn ý nghĩ muốn so tài với Ninh Nghị nữa. Sau khi Ninh Nghị rời Giang Ninh, tiểu vương gia ngày càng thích những môn học kia. Hầu hết những thầy giáo đến dạy ở vương phủ mỗi ngày đều khuyên bảo tiểu vương gia nên dừng cương trước bờ vực, phải đọc sách thánh hiền nhưng Chu Quân Võ nào chịu nghe. Đương nhiên, tính tình của tiểu vương gia cũng rất ôn hòa ngoan ngoãn, trước mặt khúm núm gật đầu. Thầy vừa quay lưng đi cậu cứ làm những chuyện mình thích. Cậu tôn trọng vị lão sư nhưng đó không phải việc làm bản thân hắn thích. Nhóm lão sư đó cũng từng hướng Khang Vương can ngăn nhưng Chu Ung là một vương gia cả đời phú quý, an nhàn. Lại biết con trai mình học hành như Khang Hiền cũng không có ý nghĩa gì. Nếu học vấn thật sự cao, cậu muốn làm điều gì lớn lao để phục vụ đất nước điều này lão cũng không quản. Nếu không có chuyện dùng hỏa dược xảy ra, lão ta sẽ mừng rỡ khi con mình khôn lớn dù có chút thấp kém nhưng vẫn có niềm say mê, dù gì thì vẫn còn có chí lớn hơn con gái. Lần này Ninh Nghị trở về, Chu Bội, Quân Võ làm một vài hành động kỳ lạ, ngay cả nhóm khách khanh trong vương phủ cũng nghe được phong thanh. Bàn bạc đợi khi Ninh Nghị tới cửa sẽ tỉ thí với hắn về học vấn, để vương gia cùng tiểu vương gia đều thấy rõ người trẻ tuổi kia không đáng tin. Đương nhiên chuyện cho tới lúc này mọi người không thể thực sự xem nhẹ Ninh Nghị, mặc dù Ninh Nghị là người có võ nghệ, lúc trước trên đường phố từng giết được thích khách. Nhưng từ lúc từ Hàng Châu cửu tử nhất sinh trở về, cá nhân Vũ Dũng trong mắt người đọc sách vẫn như cũ theo một đường mòn mà thôi. Một nhóm lão sư trung niên học cứu tự tin ở thi văn, muốn thắng Ninh Nghị không phải vấn đề lớn. Giải thích học cứu là chế độ khoa cử thời Đường. Chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. Hết giải thích, họ đã chuẩn bị xong, Chu Quân Võ lúc nghe nói cũng có chút chờ mong, nhưng sau khi Ninh Nghị tiếp nhận sự ủy thác của Chu Bội, thông qua Khang Hiền để giúp Quân Võ khỏi bị cấm túc, thì nhóm khách khanh này ngay chút cơ hội cũng không có. Vài ngày sau đó,
thầy trò ở Giang Ninh đi dạo vài vòng, Chu Bội cũng nhân cơ hội này đi theo. Nàng muốn Ninh Nghị thuyết phục quân võ không nên làm những chuyện nguy hiểm, nhưng Ninh Nghị đã dẫn quân võ rời đi, lại đi qua mấy bến cảng, các xưởng, đủ nơi, đã giảng cho cậu về sự chuyển động của bánh xe nước, nhấn mạnh sự phát triển của máy dệt, vô số các loại máy móc có đường nét tinh xảo, vân vân. Không phải ít mà còn nhiều nữa. Trước đây Ninh Nghị cũng từng nói cho quân võ về những chuyện này, nhưng này càng nói chi tiết hơn. Cứ như vậy đi dạo ba ngày, trạng vạng tối đưa tỷ đệ này trở về. Sau khi vào vương phủ, Chu Bội lại lén chạy ra kéo Ninh Nghị đến hẻm bên vương phủ, giận dỗi nói: "Tiên sinh đã đồng ý với ta là để cho quân võ rời xa những chuyện nguy hiểm, nhưng sự tình trước mặt lại dường như hăng hái hơn, sao lại nói với đệ ấy những chuyện như vậy?" Ninh Nghị cười rộ lên: "Đương nhiên có dụng ý của ta, nhưng là tiên sinh như vậy chỉ làm cho quân võ càng thêm niềm đam mê thích học về thuốc nổ thôi. Nói không chừng mấy ngày sau hắn lại bắt đầu làm hỏa dược. Tiên sinh sao lại vậy chứ? Quân võ nếu..." Thiếu nữ vừa lo lắng vừa sốt ruột, mặt nhăn nhó cau mày nói chuyện với hắn. Tính khí nàng xưa này tuy rằng tao nhã ung dung nhưng lúc này thoạt nhìn dường như đã lớn, cằm đầy, thân hình mảnh mai, nói chuyện như một cô gà mái tơ đang liều mạng vậy. Ninh Nghị quay đầu nhìn nàng một hồi, hắn chỉ trên trán nàng, nàng mở to mắt sừng sốt không nói được lời nào. "Ta có biện pháp của mình, quận chúa không cần biết, không nên nghi ngờ tính chuyên nghiệp của nhân sĩ." Ninh Nghị phất phất tay quay người đi ra khỏi hẻm, trên thực tế khác với sự nghe lời của quân võ, ngày thường thái độ của Chu Bội đối với Ninh Nghị không phải tuyệt đối tin phục, đương nhiên đây chẳng qua là biểu tượng. Tiểu quận chúa là người cực kỳ có chủ kiến của riêng mình, mặc dù trong lòng muốn công nhận bản lĩnh của Ninh Nghị, như ngày bình thường điều gì nàng nghi ngờ liền nói ra. Ninh Nghị đánh giá cao chuyện này, chuyện gì không thuyết phục nàng sẽ hỏi, phương diện này tiểu quận chúa được đánh giá cao hơn quân võ. Đương nhiên, ngày trước nếu Chu Bội thường xuyên quấy rối, Ninh Nghị cũng sẽ không khách khí mà vỗ đầu nàng. Nhưng lúc này Chu Bội như là đã trưởng thành, một năm không gặp đã biến thành thiếu nữ, động tác này có chút mờ ám. Chu Bội vẫn đứng trong hẻm, mặt ửng hồng, cuối cùng cũng dậm chân một cái quay về. Một năm nay nàng cũng đã không học hành gì, trong nhà lại gặp áp lực của hôn nhân. Tuy đã dùng nhiều cách trì hoãn nhưng những bài tập trước hôn nhân như một bài tập hàng ngày của nàng, vừa rồi bị gõ vào đầu, khi trở về phòng không tránh khỏi suy nghĩ miên man. Ngày hôm sau xuất hiện cơn mưa nhỏ, Ninh Nghị cùng quân võ, Chu Bội ngồi bên cửa sổ gần cả buổi sáng. Lấy bút và giấy mực, vừa lắng nghe tiếng mưa, vừa nói để quân võ nói ra suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nha hoàn cùng tùy tùng ngồi xuống xung quanh, Chu Bội mang rèm che mặt, bên dưới khăn che miệng mở rộng để ăn điểm tâm. Vừa vén khăn che liếc nhìn động tĩnh xung quanh, vừa cầu nhau lải nhải, con người đảo tròn lén nhìn động tĩnh ở các nơi khác. Ước Lam cư bày biện khá giống nhà hàng trà ở hậu thế, mỗi nơi đều có bình phong, hoa cỏ ngăn cách, mỗi vị trí tầm nhìn đều không được rộng, nhưng là nơi khá tốt để nhìn trộm. Tiếng chuông gió tiếng người dạo chơi trong công viên rộn ràng như nhạc hội, tạo nên cảm giác như đang được dạo chơi trong khu vườn tao nhã, thật sự là một kết hợp tuyệt vời. Kỳ thật, muốn bay lên trời, lối suy nghĩ có thể cao hơn, hãy tưởng tượng ra, vật chia làm ba loại, diều, pháo, đèn khổng minh, chúng ta hãy cùng vẽ ra. Nội dung Ninh Nghị cùng tiểu đệ của nàng vẽ tranh là gì? Đây là nội dung nàng quan tâm nhất. Bọn họ ở kia nói chuyện làm thế nào bay lên trời. Đối với chuyện này nàng đúng là hết cách. Nàng biết rõ điều quân võ mong đợi nhất chính có một ngày được bay lên trời. Những tưởng chỉ có tiểu đệ nàng tưởng tượng đủ rồi. Không ngờ hôm nay ngay cả Ninh Nghị cũng thảo luận về chuyện này với tiểu đệ. Trong thâm tâm nàng có chút không thích. Nhưng tình huống phát triển có chút kỳ lạ. Bên ngoài mưa rơi, trong tiểu lâu mơ hồ như có tiếng hát. Ninh tiên sinh rõ ràng là ở đằng kia vẽ ra vài thứ về nguyên lý cấu tạo tạo nên khả năng bay lên trời. Bay lên trời? Ai có được khả năng như vậy? Đâu phải thần tiên chứ? Ninh Nghị vừa nói vừa vẽ, Chu Bội nhìn vào hình vẽ trong lòng mơ hồ có thể cảm nhận được nó sẽ bay lên. Nhiều khả năng nhất, bản chất là đèn lồng khổng minh lớn treo một cái giỏ, một cái khác có hai đôi cánh nhìn. Phức tạp hơn, nguyên lý của nó phát triển từ ý tưởng cánh diều.
Chu Bội nghe nhưng không hiểu mấy, nếu tất cả diều lớn nhỏ đều bay lên trời, điều này không phải lúc nào cũng có thể làm được. Ý nghĩ như vậy thoáng xẹt qua trong lòng, nàng buồn bực khi biết tiểu đệ lại nghe những lời nói ấy, điều này sợ càng làm cho cậu thêm mê môn hỏa dược kia, muốn trở thành gã thợ thủ công. Tên Ninh Lập Hằng, Ninh Tiên Sinh, không xem trọng chữ tín. Sau đó, nàng nghe thấy Ninh Nghị bắt đầu kể với Quân Võ về vật gì đó. Mấy ngày qua, ta đưa cậu đến xem máy dệt, vòng quanh cảng để xem hoạt động của bánh xe nước, xem in ấn. Những đồ vật này luôn luôn được phát triển. Khung cửi máy dệt này đã có hơn 1.600 linh kiện, hiệu quả hơn trong 200 năm trở lại đây, gia tăng gấp 5 lần có thừa. Máy dệt vải phát triển còn gấp mấy chục lần so với ngàn năm trước, guồng nước phát triển gấp 2 gấp 3 lần, còn bền hơn nữa. Còn vấn đề in ấn, tất nhiên là làm tốt hơn, bền hơn, nhanh hơn, sư phụ cũng còn ngày càng thuần luyện hơn. Hiện nay in chữ còn gặp vấn đề lớn nhưng đương nhiên nó sẽ càng phát triển. Chỉ cần tìm thêm được tài liệu chữ in rời bền hơn là được, lúc nào có thể tìm được, nếu như vậy thì hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Chu Bội chu miệng thổi phù khăn che mặt ra sau, Quân Võ thì luôn luôn gật đầu, Ninh Nghị cười cười, nhưng thời gian 200 năm, cậu có biết có bao nhiêu người làm việc này không? Hắn dừng một chút nói tiếp, vùng Giang Nam dựa vào hàng dệt mà mưu sinh, ít nhất vài chục vạn người. 200 năm sau tổng cộng đã trải qua bao nhiêu thế hệ, tất cả mọi người đều dựa vào canh cửi mưu sinh, có thể nhiều hơn một chút. Tiền có thể kiếm nhiều hơn một chút, xưởng nhiều hơn giống như gia đình của Tô gia vậy, ít nhất nuôi vài thợ thủ công để cải tạo máy dệt. Nhiều người như vậy, hiệu suất gia tăng gấp 5 lần, có người cả đời thoáng cái đã thay đổi chỉ bởi một linh kiện nhỏ. Quân Võ nhíu mày không hiểu thì Ninh Nghị thở dài. Kỳ thật chân chính là nghiên cứu và cải tạo chức năng máy móc. Dù là những người ngu ngốc hay người thông minh, chỉ cần có chút phương pháp thì đều có thể đi đọc sách. Dù sao tất cả mọi thứ đều là hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách, có cơ hội học hỏi, toàn nguyện ý trở thành thợ thủ công. Nhưng tham gia vào chuyện này cho dù là người ngu ngốc, chúng ta giả định có 1.000 người. Quân Võ, cậu cảm thấy mình lợi hại hơn 1.000 người sao? Quân Võ chần chừ một chút lắc đầu. Trước kia cậu nhỏ tuổi, hiện tại đã 13 rồi. Cho dù chưa đến tuổi lập gia đình nhưng phải bắt đầu nuôi ý chí, những chuyện này cậu phải bắt đầu suy nghĩ. Ninh Nghị vẽ một khí cầu trong mảnh giấy đưa trước mặt Chu Quân Võ. Đây là loại đơn giản nhất được thiết lập. Một số khía cạnh cậu cần giải quyết, loại dây, nhiên liệu, làm thế nào kiểm soát được kích thước ngọn lửa được ổn định, lửa vừa phải, nhưng không để cháy quá cao. Hơn nữa, phần vải phải trên được sử dụng là loại vải chịu nhiệt tốt, nếu lửa quá cao cũng không gây hỏng, nếu lỡ tay tạo nên một lỗ nhỏ thì mọi người bên trên đều chết cả. Mấy thứ này bất luận là cái gì cũng đều cần sự phụ trợ của nhiều thứ khác, chỉ riêng làm ra loại vải tốt, cậu đã phải bận rộn cả đời trong ngành công nghiệp dệt rồi. Còn tác dụng của dây thừng, cậu cũng biết rồi, chỉ là dây thừng dùng để buộc bánh trên bến tàu là loại dây bện, đều liên quan đến hiệu suất kéo vành, là rất quan trọng. Để khinh khí cầu bay lên có thể kiểm soát được phương hướng hay không? Một mình cậu trong thời gian cả đời có thể làm được không? Vậy, làm sao bây giờ? Mặt Quân Võ nhăn lên, bên cạnh Chu Bội cũng sửng sốt một lúc lâu nhìn Ninh Nghị chớp mắt. Lúc này nàng mơ hồ đoán được Ninh Nghị muốn nói điều gì. Ninh Nghị nghiêng nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ trước mặt cười cười. Cậu còn nhỏ, ngay từ đầu cậu hứng thú với chuyện này. Chẳng qua là cậu cảm thấy thú vị, nhưng trên đời này không có gì vui vẻ nếu thuận tay làm. Kế tiếp ta muốn nói với cậu, cậu có thể dùng mấy năm suy nghĩ một chút, vì có khả năng ta sẽ đến kinh thành, không có thời gian dạy những chuyện này cho cậu. Tỷ tỷ cậu vẫn hy vọng tương lai cậu sẽ thành một nhân vật lớn, vì thiên địa lập tâm mở ra thái bình muôn đời, không phải cậu không có khả năng. Mặc dù cậu nhỏ tuổi, trên thực tế cũng biết điểm này, Khang Vương Điện Hạ hiểu được cho nên người chưa bao giờ quản cậu. Nhưng tương lai cậu cố tình theo học để trở thành một thợ thủ công, điều này không thành vấn đề, tương lai cậu có tiền, có quyền có thể có những người thông minh theo cậu. Cậu có thể cùng họ làm nhiều chuyện. Chỉ cần cậu nắm toàn bộ đại cục, nắm bắt phương hướng để làm, những chuyện này sẽ rút ngắn được khá nhiều thời gian. Nhưng đầu tiên cậu phải học để làm một vương gia thông minh, làm thế nào để có nhiều người thông minh giống cậu theo hỗ trợ cậu.
cậu là người thông minh, nếu cậu hứng thú, trong vương phủ có khá nhiều người có thể dạy cậu chuyện này. Lúc Ninh Nghị nói chuẩn bị sắp đi kinh thành, loại tình huống này như nhiệm vụ ủy thác quan trọng, gần như lúc ấy tiểu quân võ cảm xúc dâng trào đã đưa ra được quyết định của mình. Từ đó về sau mấy tháng, mấy năm, một vài điều gì đó giống như sứ mệnh đã càng chồng chất trong tâm trí hắn, có một số việc sư phụ không thể làm được nhưng cậu có thể. Đấy là nói sau, còn lúc này, tiểu quận chúa Chu Bội ngồi bên cạnh càng thêm khâm phục khả năng miệng lưỡi của hắn, hôm nay xem như tạm thời có thể giải quyết được chuyện Chu Quân Võ. Buổi chiều trở lại Tô gia, lại nghe Hạnh Nhi nói sáng nay có vài tên nho sinh cùng nhau đến bái kiến. Đều là những văn nhân có danh tiếng ở Giang Ninh, trong đó có một gã khách khanh ở Vương Phủ, bọn họ mời Ninh Nghị tham gia văn hội sau hai ngày nữa. Lễ hội thi văn này khác với thi hội để những người thanh niên trẻ tuổi có thể bộc lộ tài năng, người tham dự hội nghị đều là những nho sinh có bản lĩnh, nói về từ, luận văn chương, tự thời sự. Mấy người đợi Ninh Nghị cả buổi sáng, không thấy hắn đến liền mang thiệp mời để lại. Không đi. Ninh Nghị liếc nhìn thiệp mời, không hề nhìn thấy dòng chữ ngươi nhất định phải đến, nếu không đến ta giết cả nhà ngươi, ném sang một bên. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 319, đêm xuân cùng lồng đèn Khổng Minh. Vì sao không đi? Chẳng muốn đi. Cô gia đã lâu rồi không làm thơ ở Giang Ninh, lần này không đi. Những người đó sẽ lại nói này nói nọ. Nói này nói nọ kệ họ, dù sao những người đó cũng không khác gì tam cô lục bà. Cả ngày ngoại trừ lại nhải ra cũng chẳng có theo đuổi nhân sinh gì. Nghe nói đều là những người có học vấn, có cả một vài người trẻ tuổi cũng được mời đến, cùng ngồi luận đạo, vân vân. Sau đó thì bọn họ nổi danh, như Lý Tần Lý Công Tử mà cô gia cũng quen biết đấy, còn có cả cô Yến Trinh lúc trước nữa, nghe nói. Những người này đều hết sức xuất sắc, tương lai khá tươi sáng, nghe nói đều là đại tài tử của Giang Ninh. Sau này đều để tên bảng vàng cả. Sau này đều đã chết lênh bà lênh bềnh đó thôi. Tướng công nói gì vậy? Không có. Nữ nhân mấy người các người chỉ biết ham mộ hư vinh. Suy nghĩ một chút đi. Tham gia loại văn hội này đều là những người ngoài 3-40 tuổi. Học vấn cao thâm quả không sai chút nào. Nhưng nếu họ thật sự là những người tài giỏi, làm quan thì đã làm quan rồi. Xuất sĩ cũng đã xuất sĩ rồi. Cần gì phải liều mạng dùng loại phương pháp đọc sách này chứ? Cái gì mà sư gia của huyện Thái Gia, khách khanh của vương phủ, phụ tá của chi phủ, toàn là những người không có tiền đồ. Mới ra sức nghiên cứu học vấn, sau đó lại đi khảo nghiệm một đám người trẻ tuổi. Đám người trẻ tuổi đó lên cao chút, thì tỏ ra bọn họ rất lợi hại. Cô gia nhà người dù sao cũng không tính làm quan, tại sao phải để bọn chúng khảo chứ? Ngay cả mỹ nữ đều không có. Nhưng sư gia của huyện Thái Gia, phụ tá của vương phủ cũng rất lợi hại mà. Lợi hại sao? Dạ, chả. Muốn dùng thì gì cũng tốt, không nên dùng ánh mắt bình thường để đánh giá những người này. Hiện tại chúng ta nhìn vào tấm gương sư gia của huyện Thái Gia mà không nên quan tâm, dù sao cũng là một nhóm 4-50 người như nhau, có khác nhau là không có mỹ nữ trợ hứng. Có ạ, lúc nào các ngươi cũng làm ngược lời ta thế. Cô gia ta sai lầm rồi. Không dám. Chuyện này có gì khác biệt sao? Làm gì có cô gái nào đẹp chứ? Phan Đoá Di, Trần Tiểu Hạ, Khởi Lan cô nương hẳn cũng sẽ đi. Lạc Miểu Miểu. Rốt cuộc ai là nam nhân, các người đều biết rõ hơn ta sao? Hi hi. Giữa tháng 3, cảnh xuân đẹp như tranh vẽ. Gió thổi tung bay những cánh hoa trên không trung. Trong sân nhỏ Tô gia tiếng cười vang vọng trên không trung. Trong đình viện, người trong gia đình đang cùng nhau làm đèn Khổng Minh, vừa làm vừa nói chuyện phiếm, giấy vàng, keo dán, mực in, cùng với một số khung chụp bằng tre rải rác xung quanh. Ngay cả người mang thai gần 10 tháng như Tô Đàn Nhi cũng vui vẻ tham gia, nàng cũng cùng dán giấy vẽ tranh, lúc này thâm tâm bình thản. Khí chất ung dung nhưng dù sao cũng là cô gái của tuổi đôi mươi. Tóc nàng dài được bới cao, khi cùng Thiền Nhi, Quyên Nhi thảo luận thì Vân Thanh Lệ thông minh như trước. Dù sao cuộc sống lúc này của nàng đơn thuần hơn so với trước kia, thời gian trước nàng có tham dự vào một vài chuyện tranh đấu nha.
Nhưng một khi tâm trí được gột sạch cùng với việc nay nàng đang mang thai gần 10 tháng, nhìn nàng so với những nữ tử 20 tuổi khác càng trẻ hơn nhiều. Tâm tư nàng lúc này chỉ nghĩ về đứa bé và Ninh Nghị, suy nghĩ của nàng lúc này đã trưởng thành hơn nhiều. Sự va chạm cuộc sống đã lắng đọng tạo nên khí chất đặc biệt của nàng, thỉnh thoảng nàng và Ninh Nghị chạm mắt nhau, hai người có thể cảm nhận được tâm tư, suy nghĩ của nhau. Từ Hàng Châu trở về rất nhanh đã qua hơn nửa tháng, bên ngoài khí tức thi tử văn hội, phong lưu cũng không có gì thay đổi nhiều so với lúc trước rời khỏi Giang Ninh. Thông thường vẫn nghe được đủ loại tin tức này nọ được truyền đến, càng làm tăng thêm cảm giác chân thật của thời đại này. Ngày hôm qua thiếp mời kia được gửi đến, thật sự đối với Giang Ninh mà nói có lẽ đó là cuộc hội tụ khá quan trọng. Nếu như nói thi hội mùa thu hay thi hội nguyên tịch trong truyền thuyết sẽ được cả xã hội thượng lưu tham gia nồng nhiệt. Còn loại yến hội này tương tự câu lạc bộ mở tiệc chiêu đãi ở hậu thế, tương đối riêng tư, người tham dự bất đồng nhưng cũng ảnh hưởng khá lớn. Những cuộc gặp gỡ thế này làm cho mọi người thấy khá vui vẻ, không chỉ riêng yêu cầu cao về thi từ mà còn có kinh nghĩa. Luận, đương nhiên cũng không mang ý nghĩa khảo nghiệm thi thố gì, mà là giao lưu kinh nghiệm với một đám nho sinh đầu bạc. Nhưng nếu người trẻ tuổi tài năng như Ninh Nghị nếu được mời đến thông thường sẽ được thông qua vòng khảo nghiệm. Nếu vượt qua vòng này có thể chứng minh năng lực được theo chân bọn họ để đàm luận kinh sử tử tập. Không thể nghi ngờ đó là một sự khẳng định lớn đối với người có học vấn. Đối với Ninh Nghị, loại chuyện thế này tránh được thì tốt. Vấn đề ở đây không phải sao chép hoặc phủ nhận hoặc tham khảo dập khuôn. Nếu như nói nho học có thật sự có tác dụng chỉ đạo đối với nhân sinh bao nhiêu, thì kinh nghiệm nhân sinh của bản thân Ninh Nghị đã vượt ra khỏi phạm trù kia rồi. Chỉ là phương thức biểu đạt bất đồng với mọi người, hắn không đến mức khinh thường những người này. Cũng không cần phải mang tâm tình kính ngưỡng để chứng minh và xin lợi ích từ những người này. Nếu như nhìn từ trước đến giờ, hội thi văn tựa hồ như trào lưu. Chính của thời đại này, mọi người dường như cứ sống như vậy, trên thực tế là bảng chi nhánh cuối mà thôi. Bên ngoài mặc kệ ai nói thế nào, thì mỹ nhân cùng tài tử hai người như thế thường gắn liền với nhau, càng ngày càng nhiều người theo hướng như vậy. Mấy ngày qua để khuyên bảo với Chu Quân Võ, nói về những vật có thể bay, khinh khí cầu. Về đến nhà thì cũng nói cùng thê thiếp A Hoàn, bọn họ cảm thấy khá thú vị nên hôm nay liền chế tác đèn khổng minh, đều tự tay làm nên, buổi tối thử nghiệm trong sân để xem ai làm tốt hơn. Đèn khổng minh tuy nhìn thấy nhỏ, đơn giản nhưng trên thực tế cần phải học qua, nói như vậy vì cần phải biết nhiệt độ cố định của ngọn lửa, sức nặng của đèn lồng khổng minh cần là bao nhiêu. À, ta nhớ ra rồi, 23,56 gram, nếu nặng hơn thì nó sẽ không bay nổi, cho nên. Hạnh Nhi, khung của ngươi làm quá lớn, nặng quá cũng không thể bay được, ha ha. Không khí trong sân vui mừng náo nhiệt, trong khoảng thời gian này tâm tư Ninh Nghị khá thoải mái, vừa cẩn thận dán trên đèn của mình, vừa chỉ cho mọi người làm theo. Trên thực tế, tay nghề của hắn không thật sự khá lắm, nhưng dù sao mọi người ngồi chung nên có trò gì tiêu khiển. Dần dần cũng làm được. Mọi chuyện diễn ra khá vui vẻ. Tô Đản Nhi hỏi, nếu cao hơn con số kia sẽ không bay lên nổi, chàng dạy cho Chu gia, Tiểu Vương gia biện pháp khắc phục được không? Muốn nhiệt độ lên cao hơn, các vật liệu dùng phải có tính năng tốt hơn, khí cầu có thể làm bằng nhiều cách. Tán gẫu về khí cầu trong chốc lát, mọi người cũng trò chuyện gần đây sẽ có văn hội. Ninh Nghị vẽ lên đèn lồng của mình và của đám người Tô Đản Nhi vài hình ảnh hoạt họa. Sau đó lại thêm hoa cả làm nó khá đẹp. Nguyên bản họ còn muốn viết thêm bài thơ nhưng viết hai câu giấy bị hỏng, phải dỡ xuống làm lại. Bởi vì cô ra nhà mình gì cũng biết nên Thiền Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi thỉnh thoảng chạy lại hỏi hắn cách làm đèn như thế nào. Hắn cũng cười bình luận về nó một chút. Tới buổi tối thì thả bay lên, mấy đèn lồng khổng minh trong sân chậm rãi bay lên. Ngay cả chiếc đèn của thê tử hắn dán giấy không tốt cũng đều từ từ bay lên. Chỉ duy nhất đèn lồng của Ninh Nghị đặt trên kệ là không có chút phản ứng nào cả. Tiểu Thiền đỡ Tô Đản Nhi đứng một bên, Quyên Nhi, Hạnh Nhi đứng bên kia, ai cũng hiện lên vẻ mặt kỳ lạ, rõ ràng là bởi ai cũng đang cố kìm nén không cười. Ninh Nghị đứng nơi đó nhìn thật lâu, ngón tay vuốt vuốt trán nói, ai dám bật cười ta sẽ trừ lương tháng này. Tô Đản Nhi ôm bụng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hình như tướng công nói như hôm nay là trận đấu của đèn khổng minh hả?
Ta nói sao? Ninh Nghị liếc mắt nhìn nàng, sau đó ánh mắt nhìn chăm chăm Tiểu Thiền. Tiểu Thiền vội vàng xua tay, cô ra, thiếp không cười. Ta đâu nói nàng cười, Quyên Nhi, Hạnh Nhi biểu hiện rất tốt, hiện tại cũng không nói gì. Tháng này mỗi người khấu trừ một lượng bạc, Tiểu Thiền. Nàng không có, còn nàng nữa, muốn cười thì bật cười đi, nghẹn lâu như vậy không tốt cho con, chúng ta đi vào. Hắn dìu Tô Đàn Nhi hướng gian phòng đi đến, trong tiếng cười rộn ràng phía sau còn có cả tiếng kháng nghị của Quyên Nhi cùng Hạnh, nhưng tính cách của Ninh Nghị thì mọi người ai cũng hiểu cả. Hắn chỉ dọa thế thôi chứ xưa nay người trong nhà ai cũng biết hắn nói khấu trừ nhưng thực tế chưa trừ ai bao giờ, vì vậy họ không cần để ý. Tô Đàn Nhi dựa trên vai hắn, nhỏ giọng cười quay trở lại phòng. Hai người ngồi phía trước cửa sổ, Ninh Nghị thay nàng xoa bụng, để nàng thả lỏng. Tiểu Thiền mang nước trà, bánh trái đi phía sau Ninh Nghị khẽ mỉm cười. Ninh Nghị quay lại liếc nàng một cái nói, ta sẽ tính sổ với nàng. Tiểu Thiền nay đã là thiếp của Ninh Nghị nên trong viện này nàng không còn là A Hoàn nữa. Quần áo của nàng so với Quyên Nhi Hạnh Nhi có chút khác nhau. Nàng ăn mặc gọn gàng đặc trưng của người con gái Giang Nam, rộng rãi linh hoạt, lúc này đang nhấc váy bỏ chạy. Ngoài cửa sổ, bốn đèn khổng minh đang từ từ bay lên bầu trời đêm. Quyên Nhi Hạnh Nhi đứng ở sân đều ngửa đầu vừa nhìn vừa nhảy nhót. Không lâu sau, lại chạy lên hành lang trên lầu nhìn xem, có thể nghe thấy âm thanh vui đùa của các nàng. Tiểu Thiền đến viện bên trái kiểm tra xem đèn lồng của Ninh Nghị, sau đó phát hiện mức nước đèn có hở một khe hẹp, vì thế cẩn thận dán khe hở kia lại châm lửa. Cuối cùng đèn lồng của Ninh Nghị cũng bay lên, theo làn gió nó được nâng bay lên cao dần, nó bay sát đến một cây ở góc sân, bị nhánh cây đó chặn lại không bay qua được. Trong bóng đêm, giống như một bên sân có một chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng trên không. Ninh Nghị cùng thê tử đứng bên cửa sổ quan sát Tiểu Thiền cùng bọn người ở dưới tàn cây đang vò đầu, sau đó tìm những nhành cây nối liền với nhau để kéo đèn lồng. Vì cây này khá cao nên ba thiếu nữ quần một lúc lâu cũng không có kết quả. Bỗng chợt một cơn gió thổi qua, đèn lồng được thoát ra khỏi cây kia hướng bầu trời bay mất. Bốn bể yên tĩnh, đèn bay lên bầu trời cùng với niềm vui sướng khôn tả của những người làm nên chúng trong đêm xuân muộn. Hầu hết ban đêm Ninh Nghị ngủ chung cùng Tiểu Thiền. Đối với đại gia đình lớn mà nói, chính thê khi có bầu, tiểu thiếp hầu hạ buổi tối là chuyện bình thường. Tiểu thiếp trong thời gian này mới có cơ hội tranh thủ tình cảm. Ninh Nghị bên này tình huống có chút khác biệt, lúc trước ở Hàng Châu trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy. Nửa tháng trở lại Giang Ninh, Tô Đản Nhi mới có cơ hội an bài chuyện này, nàng mang thai đã hơn 9 tháng. Ninh Nghị chỉ chăm lo sức khỏe của nàng là quan trọng nên Tô Đản Nhi thật sự rất cảm động. Hầu hết đa số thời gian chính nàng kiên trì bảo Ninh Nghị nên để Tiểu Thiền hầu hạ. Tiểu Thiền cũng cảm giác có chút lạ lẫm, lúc đầu ở Hàng Châu trong một thời gian ở chung một nhà cũng đã nhận ra, gần đây cảm giác này lại càng rõ ràng. Hơn, về phương diện chuyện phòng the thì nàng thế nào cũng được miễn Ninh Nghị cảm thấy thích, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Về mặt khác nàng là tiểu cô nương thuần khiết đến vô cùng, không nói lời nào, lúc khẩn trương thì chỉ cắn chặt môi, chỉ phát ra một chút âm thanh thôi cũng khiến nàng đỏ mặt. Nhu cầu tình dục của Ninh Nghị không phải quá mãnh liệt, hắn từng có thời gian không thể yêu ai cả. Nhưng sau khi trải qua đỉnh cao của cuộc sống, loại chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là vùng cấm gì đó đến mức không tự chủ được. Nhưng về phương diện nữ nhân, miễn là có nhu cầu, thật ra chuyện gì cũng từng trải qua rồi, gặp qua rồi, cảm thụ qua rồi. Hắn với Tiểu Thiền có quan hệ hơn nửa năm rồi. Ban đầu khi ở Hàng Châu lúc ấy Ninh Nghị nghĩ có thể là trong hoàn cảnh cực đoan, tiểu cô nương muốn an ủi hắn, sau đó mới dần dần phát hiện. Lúc trước Tô Đản Nhi đào hôn, Tiểu Thiền đã được tiếp thu sự giáo dục trước khi kết hôn của nhà giàu có, nàng đại khái nghĩ mình chính là nha hoàn và thiếp thất. Đó là những chuyện mà mình nên làm, nhưng trong bản chất tâm hồn nàng lại cực kỳ đơn thuần, khi hai người lõa thể Ninh Nghị muốn nàng nhìn mình, nàng đỏ mặt lên. Sau đó cắn chặt môi nhắm mắt lại, có mấy lần Ninh Nghị khẽ khàng nói mấy câu với nàng, cũng bảo nàng nói, thiếu nữ chỉ mơ màng lắp bắp, nói cái gì? Đầu óc hỗn loạn, căn bản không nói được câu gì. Mọi người làm chuyện như này, đối phương cái gì cũng chịu làm, rất tích cực phối hợp. Rất nghe lời nhưng trong lòng lại hết sức xấu hổ, e thẹn,
có đôi khi Ninh Nghị có cảm giác thất vọng, nghĩ hẳn mình quá kém cỏi. Kỳ thật là cảm thấy thực sự thoải mái. Khi Ninh Nghị hỏi cảm giác của nàng, Tiểu Thiền né tránh không được, mới trả lời một câu như muỗi kêu như thế, sau đó lại quan tâm hỏi ngược lại, cô ra có cảm thấy thoải mái không? Ừ, thoải mái. Đương nhiên là như vậy rồi, cảm giác như hai học sinh tiểu học lần đầu hôn môi vậy, chính cảm giác kỳ diệu như thế, Ninh Nghị chỉ có thể thở dài một hơi, công bằng mà nói trong lòng hắn rất dễ chịu. Thời tiết không còn lạnh, Tiểu Thiền mặc chiếc yếm mỏng, quần lụa, nàng có thói quen nghiêng mình ôm cánh tay hắn ngủ, cũng không ngại Ninh Nghị chạm đến nơi nào trên cơ thể. Có khi Ninh Nghị quay đầu lại, có thể nhìn thấy khóe miệng nàng tươi cười, cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc, nàng như đứa bé nằm cuộn tròn bên cạnh hắn. Một đứa trẻ không hơn không kém, đối với Tiểu Thiền mà nói có lẽ đấy chính là điều nàng thích nhất. Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hội thi văn, Ninh Nghị được mời nhưng rốt cuộc cũng không đi. Sau đó vài ngày, đủ loại chuyện bắt đầu được lan truyền trong quần thể văn nhân Giang Ninh, tất cả đều có liên quan đến dư danh của Ninh Nghị, chuyện Ninh Nghị không dám đến cuộc hẹn, vân vân. Lan tràn ra, do người có lòng thúc đẩy, xuất hiện loại chuyện này cũng không kỳ lạ. Nhưng ngược lại Tô Gia đã bị ảnh hưởng một chút. Vì chuyện này, Tô Sùng Hoa Sơn trưởng ở thư viện cố ý đến thuyết giáo một hồi, Ninh Nghị chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông ta. Cuối cùng ông ta đành phải phẫn nộ mà thẳng bước. Lúc này Ninh Nghị nghĩ, những chuyện bên trong thành Giang Nam không hề liên quan đến hắn. Ở phía Nam, Phương Lạp vẫn như cũ, dựa vào địa thế hiểm trở để chống đỡ, tính toan thời gian, bộ phận của Lưu Tây Qua có khả năng đã tiến vào núi. Bên phía Đồng Quán bắt đầu cân nhắc thu binh lên phía Bắc, Ninh Nghị bên này cũng lo lắng khi lên kinh thành với năng lực của mình có làm được những gì. Trong thời gian này, Khang Hiền đã tìm hắn, hỏi hắn có muốn quản lý một bộ mật trinh ti trên danh nghĩa thành quốc công chúa không? Điều này thật sự ngoài dự kiến của Ninh Nghị. Vốn đó là một nha môn nhỏ bé chắp vá, nhiều việc, chuyện gì cũng nhúng tay vào được, thực sự thiếu người. A Quý ở bên trong hỗ trợ, Văn Nhân Bất Nhị lại cực kỳ tôn sùng ngươi. Hắn là đệ tử môn hạ của Tần Công, gần đây cũng muốn lên kinh. Các người dễ dàng phối hợp với ăn ý. Mặt khác, thời gian tới nên cùng giao tiếp với một số lục lâm nhân sĩ, người đã quen thuộc những chuyện như thế. Trên giang hồ lại có đại danh huyết thủ Nhân Đồ khá nổi tiếng, nghe thấy đã bị dọa chết khiếp rồi, khu khu. Không ngại gia nhập một nhóm, một bang nào đó chẳng hạn, có được không? Bởi thế cục phía Nam đại khái đã ổn định rồi, Bắc phạt đã định ra, Bắc phạt không thể bám trụ lâu. Kế tiếp có khả năng chú ý Lương Sơn Bạc, người giết nhiều người của bọn họ. Cũng coi như từng là bạn cố chi với bọn họ, có hứng thú, ngại gì lấy việc công làm việc tư một chút. Các bạn đang nghe chuyện chúa tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 320, Hoa Xuân tháng 3 dần bừng tỉnh. Mưa xuân tí ta tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, giữa tháng 3. Nước sông Tần Hoài cũng dần dâng cao. Trận mưa này tới gấp, mấy con vịt đang sùng sục trên bề mặt có chút chật vật, nha hoàn Khấu Nhi ở bên ngoài thu cất quần áo. Nguyên Cẩm Nhi đứng ở bên sân phơi dùng một cành cây chọc tới chọc lui, sau đó quay lại nhìn thuyền hoa đi qua sông. Trước cửa sổ thuyền hoa mở rộng, bên trong có tiệc rượu ca múa, các cô nương và tài tử bị tiếng mưa to làm kinh động chạy ra trước cửa sổ để xem, cũng có chút trêu đùa nhau vài câu. Nguyên Cẩm Nhi tựa vào lan can nhìn một cảnh tượng này, chỉ lát sau, Vân Trúc cũng tới ngắm mưa, gió thổi làm tóc hai cô gái tung bay. Cũng thu hút ánh mắt của vài tài tử ở trên thuyền nhìn sang bên này, đồng thời cũng nghênh đón vài ánh nhìn đối địch của mấy nữ tử. Nguyên Cẩm Nhi giữ tóc, bĩu môi khẽ hừ một tiếng, kéo Vân Trúc quay lại trong phòng, chỉ mở một bên cửa sổ để nhìn mưa. Đây là gian phòng của Vân Trúc. Trên giường đặt đồ may vá thêu thùa cùng một số quần áo đồ dùng hàng ngày, rõ ràng là trước đó vừa đi ra ngoài. Vân Trúc đang ngồi ở chỗ này may vá sửa chữa. Đây là một vài quần áo cũ và đồ dùng hàng ngày của đám nhỏ được thu dưỡng, có vài cái bị hỏng, rách. Vân Trúc không có việc gì, cầm về khâu vá một chút. Cẩm Nhi lại không hề có trình độ về khâu vá này,
đây không phải là vấn đề tính cách, mà là chưa từng học bao giờ. Nữ tử Thanh Lâu học chính là khúc nghệ vũ đạo, đủ các loại kỹ xảo lấy lòng nam nhân. Buổi tối nếu có xu hướng may vá y phục cho khách nhân hoặc là để chuộc thân lập gia đình, các ma ma ngược lại cũng không cấm học, nhưng cũng sẽ không hết lòng dạy các cô. Vân Trúc thì khác, nàng biết là trước đây từng làm tiểu thư nhà quan đã được học rồi. Vốn đang muốn đi bên Thanh Uyển, không ngờ trời lại mưa, thật là buồn chán quá. Nguyên Cẩm Nhi uể oải ghé vào trên ghế buồn chán nói. Buồn chán thì vá sửa y phục với tỷ. Không đâu. Nguyên Cẩm Nhi không quay đầu, cười nói, chẳng chút xấu hổ gì. Vân Trúc cười cười, ngồi lên giường cầm đồ may vá lên, nàng mặc y phục thanh lịch, thân hình mềm mại, dựa vào bên giường giống như một bộ bức tranh mỹ nữ. Cẩm Nhi nhìn một lúc, lại có chút buồn chán, đứng lên, uống trà, đi qua đi lại ồn ào, đem đàn tranh ra gảy vài cái. Cuối cùng lại không thạo, sau đó lại ôm tỳ bà, ngồi bên cửa sổ, huyền âm khẽ lay động. Cồn cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đảo Tận Anh Hùng. Thị Phi Thành Bại Chuyển Đầu Không, Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỳ Độ Tịch Dương Hồng. Chú thích, đây là bài thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận bản dịch của Phan Kế Bính. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng. Được, thua, phải, trái, thoát thành không, non xanh nguyên vẻ cũ, mấy độ bóng tà hồng. Tuy khúc nghệ là sở trường của Vân Trúc, nhưng tùy ý hát lên, tiếng ca của Cẩm Nhi cũng uyển chuyển du dương không mất đi vẻ tươi tắn. Vân Trúc chau mày liếc nhìn nàng một cái, Cẩm Nhi cố hát thiếu đến một nửa, hát đến câu Bạch Phát Ngư Tiểu thì dừng lại. Phần sau lại biến thành tiếng lầm thầm tự thêm thắt. Hát xong, ôm tỷ bà liếc nhìn Vân Trúc. Vân Trúc tỷ, tỷ không thấy buồn chán sao? Sao phải buồn chán? Vân Trúc cắn đứt sợi chỉ, thay một y phục khác. Cả ngày cứ im lặng cũng rất buồn chán nha. Vân Trúc tỷ, tỷ vẫn lại luôn thích âm nhạc mà. Muội buồn chán thì chúng ta đánh xong lục vậy, gọi Khấu Nhi đến nữa. Vân Trúc cười nói, cả ngày chơi cái đó cũng chẳng hay nữa. Cẩm Nhi lắc đầu, đặt tỳ bà xuống, đi tới bên giường thu dọn y phục đã được Vân Trúc vá xong, sau đó giang hai tay nằm lên giường. Một lát sau, hỏi, Vân Trúc tỷ, năm xưa tỷ làm tiểu thư nhà quan như nào? Đọc nữ huấn, làm nữ công, cùng người ta đánh xong lục, chơi trốn tìm vân vân. Vân Trúc ngừng một chút. Thật ra cũng không khác hiện tại là mấy, chẳng qua lúc đó còn nhỏ, làm gì cũng đều thấy thú vị. Có phải là nghĩ muốn lấy chồng không? Khi đó ta mấy tuổi chứ? Vân Trúc liếc nàng. Nhưng sau này, cũng có, tuy rằng trong lòng không hiểu, nhưng đại khái nghĩ được giống như cha mẹ, sẽ sống bên nhau cả đời. Chẳng qua đám con trai đó rất tẻ nhạt, khi đó ta nghĩ, có lẽ thành thân tìm một nam nhân nói suốt ngày, cũng cảm thấy khá thú vị. Thì nói suốt cả ngày, thì là nói chuyện đó. Vân Trúc nở nụ cười. Sau đó cụp mắt xuống, sau này, thì lại mong muốn có một người có thể cứu ta ra ngoài. Ai biết lập gia đình là như thế nào, chỉ là nghe người ta nói, lập gia đình chính là chuyện rất thích thú. Khi đó mong muốn có người có thể giúp ta chuộc thân, gả cho người đó, cho nên mới ra sức học cầm sướng khúc, nhưng sau này chứng kiến nhiều chuyện, ngược lại không cảm thấy việc này có gì thú vị nữa. Dù gì thì cũng chẳng quan tâm chuyện sau này thế nào nữa, hiện tại thì thấy. Dù chỉ là vài việc hết sức đơn giản, nhưng lại làm cho tỷ không cảm thấy buồn chán. Cẩm Nhi ôm cánh tay, ánh mắt khổ nào nhìn đỉnh màn. Vân Trúc cười cười, có phải muội muốn đi Thanh Uyển xem tài tử kia nói gì đó đúng không? Bình thường không thấy muội buồn chán như thế. Hì hì, Cẩm Nhi nhe răng cười. Hai người nói đến thật ra là chuyện phát sinh tại Thanh Uyển ngày hôm qua. Lúc đó Vân Trúc và Cẩm Nhi ở bên kia. Trong lúc vô cùng đã đụng phải một đám tài tử học nhân đang tâng bốc nhau, cũng viết thi tử vân vân. Đây đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng tâng bốc cũng nên ở mức độ nhất định nào đó. Khi nhắc đến Ninh Nghị, nói là Ninh Lập Hằng chỉ là con rùa đen rút đầu. Cũng không phải là có tài học thật sự, cũng nói gần đây hắn không có tác phẩm gì mới, hết thời rồi, đâu so được với Mỗ Mỗ Mỗ. Lúc bọn họ ở bên cạnh sáng tác thi tử, Vịnh Cổ Giải Kim, Vân Trúc liền ở trong viện sát vách vừa đánh đàn vừa hát một khúc Lâm Giang Tiên, Cồn Cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy.
Đây đương nhiên là bài tử hay, chẳng qua ngày trước Ninh Nghị không công khai trước mặt mọi người, chỉ đưa cho Vân Trúc sướng ca. Nàng cố ý để cho người bên vách nghe thấy, sướng một khúc xong, bên kia quả thật lặng ngắt như tờ. Một đám tài tử hỏi thăm đó là sáng tác mới của ai, Vân Trúc liền bảo người của Thanh Uyển nói đây là bài tử do Ninh Nghị làm, sau đó kéo Cẩm Nhi đi. Bình thường tính cách của nàng không phải là thích thể hiện tình yêu, chỉ là liên quan đến Ninh Nghị nên mới có phản ứng như này. Nhưng Cẩm Nhi lại muốn lén nhìn biểu hiện trên nét mặt của đám tài tử kia, cứ ôm cột không chịu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Vân Trúc kéo chạy mất. Bản thân tính cách của Cẩm Nhi thích gây ồn ào, thích náo nhiệt, ngày hôm qua hưởng thụ niềm vui sướng của Phấn Chư Cật Lão Hổ. Sáng sớm hôm nay chuẩn bị đợi Ninh Nghị đến thì kể lại chuyện này cho hắn nghe, nhưng Ninh Nghị có việc, sáng sớm không tới. Nàng đã nghĩ ban ngày đi tới Thanh Uyển, xem chuyện này có được lan truyền hay không, kết quả là trời lại mưa to, thật sự, khiến nàng chán trường. Sau khi cười, lại trừng mắt, Vân Trúc tỷ, tỷ nói đi, sáng sớm hôm nay hắn không tới, có phải là người kia của hắn sinh con rồi không? Ái, Vân Trúc không cẩn thận đâm kim vào ngón tay, cho miệng mút, sau đó tức giận lườm Cẩm Nhi. Vân Trúc tỷ, tỷ để ý, đương nhiên là để tâm rồi. Vân Trúc khẽ trả lời, đàn ông thật là phiền. Cẩm Nhi chuyển ánh mắt lên đỉnh màn, chậm rãi nói, hắn chưa từng nói sẽ cưới tỷ, tỷ còn thích hắn làm gì? Đây không phải là câu hỏi, chuyện như này, hai người từng nói rất nhiều lần rồi. Các nàng cũng không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền gì cả. Ninh Nghị muốn cưới nàng vào nhà thật sự là khó khăn, nhưng trong lòng dù gì cũng có chút hy vọng. Vân Trúc yên lặng một hồi lâu, Cẩm Nhi, muội biết Lập Hằng làm gì đều rất lợi hại đúng không? Vâng, cái này thì muội thừa nhận, nhưng ở phương diện này thì huynh ấy chẳng lợi hại chút nào. Cẩm Nhi mở to hai mắt nhìn, rồi đột nhiên lật người, nằm úp sấp ở đằng kia, hai tay xoắn lại với nhau, nhìn Vân Trúc, Vân Trúc tỷ, hai người làm cái kia rồi. Vân Trúc mắm môi, khẽ đá nàng một cái, tỷ đâu có nói cái này, là tỷ nói. Nuôi một nữ nhân bên ngoài, đối với những tài tử mà tỷ và muội biết, căn bản là không vấn đề gì đúng không? Hắc hắc, vâng. Huynh ấy rất phiền não, bộ dạng như không biết nên làm gì, trong lòng cũng đầy băn khoăn, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra. Ồ, hình như có chút chút. Cẩm Nhi suy nghĩ một chút, hừ, đồ đàn ông vô dụng, tỷ rất vui. Một lát sau, Vân Trúc ngừng khâu vá, cúi đầu cười cười, khẽ nói, sợ rằng ngay cả huynh ấy cũng không ý thức được. Nhưng tỷ rất vui, với những việc lợi hại mà huynh ấy làm, tỷ chỉ cảm thấy đó là chuyện phải làm. Đương nhiên không lợi hại cũng không hề gì, nhưng đối với chuyện này huynh ấy không hề lợi hại chút nào, Cẩm Nhi, tỷ lại rất vui. Nàng mở to mắt, Lập Hằng lúc nào cũng thong dong ung dung, thế nhưng có lẽ là thật sự đã ở trong Kim Phong lâu lâu quá rồi, chỉ có chuyện này, sáng sớm tỷ đã nhìn ra. Có lẽ ngay cả huynh ấy cũng đã nhìn ra, đã có thể thấy huynh ấy một chút biện pháp cũng không có. Tỷ nghĩ, có thể thấy bộ dạng đó của huynh ấy rất khác với sau khi Nhiếp Vân Trúc tỷ hoàn lương, dù là tỷ có là tiểu thư quan gia như trước đây, tiếp theo mặc kệ thế nào, tỷ cũng đều chấp nhận. Nàng nói xong mấy câu này lại tiếp tục cúi đầu may vá y phục. Mưa vẫn còn rơi, Cẩm Nhi nằm sấp ở đằng kia nhìn nàng một lát, cuối cùng thở dài, tỷ đó. Mưa xuân rơi trên nóc tiểu lâu, bao phủ toàn bộ thành Giang Ninh trong màn nước. Tổ Trạch, Ninh Nghị đang ở trong tiểu viện của hai vợ chồng, bận rộn hơn nửa buổi sáng. Bởi vì lúc sáng sớm Tô Đản Nhi đau bụng, cho rằng mình sắp sinh rồi, bà đỡ được đón đến, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió. Nhưng ngày sinh nở thật sự cũng chỉ còn một ngày hai ngày nữa mà thôi, bèn giữ lại bà đỡ ở trong phủ, còn Ninh Nghị đang ở trong phòng trấn an thê tử. Đồng thời trong lúc đó, những lời đồn đại kỳ lạ đầu tiên đang truyền đến tai một vài nhân vật của phòng hai phòng ba Tô gia. Đó là tin tức Ninh Nghị đang qua lại với một danh kỹ hoàn lương, nơi tin tức phát ra tạm thời vẫn chưa biết. Là thật sao? Không biết. Nếu việc này là thật. Nhưng đại tẩu, các ngươi hiểu rõ mà. Cơ hội phá vỡ cục diện cuối cùng đã có rồi. Những lời đồn đại vẫn âm thầm ở trong phạm vi nhỏ, tạm thời chưa kinh động đến Ninh Nghị cùng mọi người của phòng lớn, mà cũng tại buổi chiều này.
mưa rơi càng lúc càng lớn, một mặt của thành Giang Ninh, một trận chém giết phát sinh trong mấy tiểu viện ở trong thành đã bị che giấu bởi trận mưa lớn này. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Đây là tiểu viện thuộc về toàn bộ bang phái quy mô khá lớn trong thành Giang Ninh, đầu lĩnh bang phái tên là Trình Liệt. Mà tên bang phái này cũng chỉ khác một chữ với Bá Đao Minh nổi tiếng một thời của Thiên Nam Võ Lâm, tên là Bách Đao Minh, nhưng thực lực hiển nhiên là kém rất nhiều. Lúc này giữa viện tử của Bách Đao Minh đầy dãy thi thể và máu tươi, hơn 10 người đàn ông mặc áo tơi màu đen giết đi vào, lưng đeo túi đồ, xem ra là trang phục lữ nhân. Thủ hạ của Trình Liệt mới vừa rồi trong trận chém giết đã bị giết chết. Lúc này Trình Liệt cả người gã đầy máu tươi, trường đao cầm tay đã bị gãy làm hai đoạn. Đang dựa vào một cây cột ở chính sảnh, nhìn một tráng hán cầm cặp búa trong tay đang bước tới gần. Ngươi, các ngươi là ai? Hắc, sau khi chết rồi, nhớ kỹ tên của Gia Gia. Gia Gia tên là Lý Quỳ. Dám động đến huynh đệ của ta, đền mạng đi. Búa lớn ầm ầm đánh xuống. Ngoài cửa, bộp một tiếng, bảng hiệu có ba chữ Bách Đào Minh rơi xuống mặt đất trong mưa. Tịch Quân Dục cũng khoác áo tơi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói hai ba câu với một gã đàn ông ở bên cạnh. Lúc quay đầu lại, một chiếc xe ngựa từ bên kia đường đi tới, vài người xuống xe, cũng đều ăn mặc áo tơi màu đen đặc biệt tránh mưa có thể che giấu bản thân. Một người đứng trước thân hình cao lớn, mang mũ rộng, sau lưng là một cây trường thương dài. Tuy rằng dưới mũ rộng là một khuôn mặt tuấn dật, nhưng trong đó lại ẩn giấu chút u sầu. Tịch Quân Dục chắp tay, mấy huynh đệ cũng đã tới rồi. Lâm đại ca, ngài là từ Đông Kinh tới, không biết thấy Giang Ninh thế nào. Nơi này ta rất quen thuộc, đợi tiểu đệ tìm một tiểu lâu tốt đón gió tẩy trần cho mấy vị ca ca. Mấy người chắp tay, người đàn ông đứng trước gật đầu, ừ một tiếng, quay sang nhìn viện tử, tuy rằng cửa viện đã đóng, mưa to. Nhưng bên trong phát sinh chuyện gì, y đều có thể nghe được. Tịch huynh đệ, lần này chúng ta đến Giang Ninh là làm chính sự, ngươi trả thù cá nhân, ta cũng không quản. Nhưng nhớ không được làm hỏng chính sự. Đương nhiên, tạ ơn Lâm đại ca giáo huấn. Không có việc gì nữa. Đối phương vươn tay vỗ vỗ lên vai gã, sau đó đi qua người gã. Tịch Quân Dục khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng từ trước tới nay mọi người đều coi nhau như huynh đệ. Nhưng bao lâu nay, gã luôn có cảm giác sợ hãi và kính nể khó hiểu đối với một số người, ví dụ như quân sư, ví dụ như người vừa rồi đã từng là giáo đầu 80 vạn cấm quân này. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.